Chương 141, Bất Yến Vương Phủ. Theo một tiếng ồ to than thở, tất cả tu sĩ Thúy Vi Cư đều xôn xao cả lên. 100 linh thạch. Ta không nghe lầm chứ? Trịnh Lão Tiên thân thể cứng đờ, vẻ mặt mừng rỡ khó hiểu gắt gao nhìn Dương Phàm. Ngươi có nói sai hay không? Hứa Phù Sư khó có thể tin được, người tu tiên trên thế gian này có ai lại ngại nhiều linh thạch chứ? Sinh ra nghi hoặc không chỉ có hai người, các tu sĩ vây quanh cũng ông tâm tình đồng dạng. Hiện trường một trận tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Dương Phàm đợi hắn xác định. Lẽ nào ta nói không rõ sao? Dương Phàm nhấn mạnh ngữ khí nhàn nhạt nói, dựa theo ước định trước đó 100 linh thạch. Tử Thanh Hào Mau Búc này thuộc sở hữu của Dương Mỗ, bán cho ai do ta định đoạt. Trong lời nói mang theo vẻ lạnh nhạt kiên định để mọi người rõ ràng đây không phải nói nhầm mà là một chuyện thật thiên chân vạn xác. Dương Dược Sư quả thật thủ tín, lão phu không nhìn lầm người. Trịnh Lão Tiên mừng như điên, đối với nhân phẩm Dương Phàm cũng tán thành nhất định. Đồng thời, trong lòng lão cùng sinh ra một tia cảm động nhàn nhạt. Nếu Dương Phàm không thủ tín, lấy lợi ích làm trọng, như vậy hôm nay lão còn đâu mặt mũi nữa. Sau đó, hai người một tay giao hàng một tay giao linh thạch. Dương Phàm giao Tử Thanh Hào Mau Bút cho Trịnh Lão Tiên. Người sau cũng giao dịch cho Dương Phàm 100 linh thạch. Hứa Phù Sư nhìn hai người giao dịch, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Dương Phàm vài lần, trong mắt phun ra hàn mang, sau đó phẫn nộ rời đi. Tuy rằng Dương Phàm đưa lưng về Hứa Phù Sư, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hàm chứa sát khí của lão ta. Một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ mà thôi. Trong lòng hắn cười lạnh thật không để việc này trong lòng. Trận phong ba phù bút này đã chấm dứt, mọi người đều tản đi, Dương Phàm trò chuyện vui vẻ với Trịnh Lão Tiên, quan hệ giữa hai người không khỏi càng gần hơn. Vốn Trịnh Lão Tiên còn muốn tăng thêm 50 linh thạch cho Dương Phàm, lại bị hắn cự tuyệt. Trịnh Lão, lẽ nào ngài quên ước định giữa chúng ta? Dương Phàm nhàn nhạt nói. Ha ha, điều này đương nhiên ta nhớ kỹ. Trịnh Lão Tiên liên tục gật đầu, cười nói, bằng nhân mạch lão phu ở Kinh Đô, tìm một thân phận khách liêu hay khách quý cho Dương Dược Sư quả thật dễ như trở bàn tay, chỉ là không biết đạo hữu có yêu cầu cụ thể gì. Dương Phàm trầm ngâm một lát, rất thẳng thắn nói, ta tới Kinh Đô cũng không phải vì phục vụ cho một thế lực nào, từ đó được hưởng thụ nhân gian hay lợi ích cho bản thân. Mục đích cuối cùng của Dương Mỗ là muốn mở một y quán tiên giới. Vì vậy cần một thế lực nhất định làm chỗ dựa. Bởi vậy, thế lực này tốt nhất mạnh một chút. Lúc Dương Phàm nói lời này, thậm chí không thiết trí cấm chế cách âm, bởi vì chuyện này căn bản không cần. Những việc hắn muốn làm đều là quang minh chính đại. Mở một nhà y quán chỉ vì tạo phúc tu tiên giới, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích nhiều người. Nhưng mà ai có thể đoán được mục đích chân chính hắn mở y quán chứ? Đạo hữu thật có chí hướng tốt ở nơi Kinh Đô này, thế lực cường đại nhất không ngoài tứ đại gia tộc tu tiên Vũ Vân, Sở, Dương, Lâm. Chỉ là sợ rằng độ khó hơi lớn. Dương Dược Sư có thể theo lão thương nghị cụ thể. Trịnh Lão cười nói. Làm Trịnh Lão nhọc lòng, ta vừa tới Kinh Đô, chuyện này cũng không gấp. Dương Phàm gật đầu. Cho lão phu một chút thời gian nhất định sẽ hết khả năng làm thỏa đáng cho ngài. Trịnh Lão Tiên tự tin nói. Bản thân lão có tu vi luyện khí đại viên mãn, sống ở Kinh Đô nhiều năm như vậy, nhân mạch cực lớn, việc này không làm khó được lão. Lại nói chuyện phím một lát. Trịnh Lão Tiên mời Dương Phàm đi hàng xá của lão. Vừa nghe từ hàng xá, Dương Phàm còn tưởng là nhà Trịnh Lão Tiên, đợi khi tới nơi lại cảm thấy bất ngờ. Yến Vương Phủ. Dương Phàm nhìn phủ đệ tráng lệ trước mắt, không khỏi ngẩn ra. Bất chợt, hắn liền hiểu được. Ha ha, nửa năm trước lão phu gia nhập vào Yến Vương Phủ, cũng trở thành khách liêu Vương Phủ. Trịnh Lão Tiên thoáng có chút đắc ý, thì ra là thế. Dương Phàm gật đầu, quan sát Vương Phủ khí phái huy hoàng này, chỉ cảm thấy nơi đây có một cổ khí phách mơ hồ không biết đến từ nơi này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra Yến Vương Phủ này cũng không đơn giản. Ông lòng hiếu kỳ, Dương Phàm theo hai ông cháu Trịnh Lão Tiên đi vào Yến Vương Phủ. Thì vệ ngoài cửa phủ thấy Trịnh Lão Tiên trở về, đều không người hành lễ, lại hỏi thân phận Dương Phàm. Dương Dược Sư là bằng hữu của ta, ngày sau có thể sẽ trở thành khách liêu Vương Phủ. Trịnh Lão Tiên chỉ nhàn nhạt nói một câu liền dẫn Dương Phàm vào trong phủ, xem ra thân phận của lão ở trong vương phủ cũng không thấp. Dương Dược Sư cảm giác vương phủ này thế nào? Trịnh Lão Tiên không đề cập tới thân phận chủ nhân vương phủ ở Kinh Đô, mặt cười hì hì hỏi, cảnh sát nơi này không tệ. Dương Phàm gật đầu, câu trả lời làm cho Trịnh Lão Tiên có chút không biết nói gì. Chủ nhân Yến Vương Phủ là đệ đệ đương kim thánh thượng, Vũ Văn Liệt. Trịnh Lão Tiên cười nói. Dương Phàm khẽ động dung, nói như vậy. Nơi này chẳng phải địa bàn Vũ Văn gia tộc. Cũng không phải, thống trị giới thế tục không phải là người tu tiên nhất định phải là người phàm. Đây là định luật ngàn năm qua ở tu tiên giới. Vũ Văn gia tộc chân chính, chỉ âm thầm giúp đỡ mà thôi. Đương nhiên, Vũ Văn Liệt cùng với đương kim thánh thượng, đều là hậu duệ tử tôn gia tộc Vũ Văn, có quan hệ huyết thống trực hệ với lão tổ gia tộc. Trịnh Lão Tiên giải thích. Dương Phàm chợt hiểu, hóa ra đây là quan hệ giữa giới thế tục cùng tu tiên giới. Người tu tiên không được phép trực tiếp tham dự chính quyền thế tục, tối đa chỉ có thể âm thầm giúp đỡ dẫn đường. Nếu không thì sẽ làm mất đi quy tắc khống chế thế gian. Từ phương diện này xem ra Yến Vương Phủ chỉ là lực lượng trên giới thế tục của Vũ Văn gia tộc hoặc nói là thế lực ngoại tầng gia tộc. Biết rõ điểm này rồi, Dương Phàm lại có một bước hiểu biết cấu tạo thế lực Kinh Đô. Chẳng qua, Dương Dược Sư ngài cũng đừng coi thường Yến Vương Vũ Văn Liệt. Trịnh Lão Tiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Ồ! Dương Phàm hiếu kỳ, lẽ nào Vũ Văn Liệt này cũng là người tu tiên? Không, Vũ Văn Liệt chỉ là một người phàm nhưng hắn nắm giữ võ lực đỉnh phong giới thế tục. Đã từng có lời đồn. Hắn bằng vào một thân võ lực đánh chết một tu sĩ ma đạo ngưng thần kỳ. Trịnh Lão Tiên đè thấp giọng nói. Thật có chuyện này ư? Trong lòng Dương Phàm cả kinh, võ lực đỉnh phong giới thế tục lại mạnh đến như thế sao? Theo hắn biết, võ lâm nhân sĩ bình thường tu luyện tới cảnh giới nhất định trên phương diện thể chất có thể so sánh với tu sĩ ngưng thần kỳ. Trong cơ thể vận chuyển chân khí, nhưng không cách nào sử dụng pháp lực. Vì vậy, thực lực võ giả tiên thiên vượt quá tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng không cách nào chống lại ngưng thần kỳ. Yến Vương Vũ Văn Liệt này có thể dùng võ lực đánh chết một tu sĩ ma đạo ngưng thần kỳ. Chuyện này thật nghe mà rợn người. Lực ảnh hưởng Yến Vương trên giới thế tục rất lớn, uy vọng thậm chí còn trên cả đương kim thánh thượng. Chẳng qua Vũ Văn Liệt này cũng có một tiếc nuối. Hắn đã hơn 40 tuổi, bên dưới có 3 con gái nhưng lại không có con trai truyền thừa hương khói. Trịnh Lão Tiên lại bắt đầu nói chuyện trong Yến Vương Phủ, dường như rất có ý muốn Dương Phàm gia nhập nơi này. Yến Vương Phủ dường như cũng không tệ lắm. Dương Phàm có chút ý động. Sau khi rõ ràng cấu tạo thế lực Kinh Đô, hắn phát hiện người tu tiên phải chịu quy tắc hạn chế, ở nơi này hình như có chút bó tay bó chân không thể to gan lớn mật làm việc. Ngược lại thế lực thế tục thống trị hàng tỷ phàm nhân, bọn họ mới là nhân vật chính. Dù sao quốc gia nhân loại, phàm nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất. Dương Phàm đã dự liệu trước, muốn mở y quán ở Kinh Đô cần thiết phải mượn thế lực thế tục. Mà lực ảnh hưởng Yến Vương Phủ trên giới thế tục lớn như vậy, phía sau lại có một Vũ Văn gia tộc cường đại là một tuyển chọn không tệ. Đi qua mấy hành lang gấp khúc, phía trước xuất hiện một dòng sông nhân tạo có lương đình, cầu kiều, núi giả, rừng trúc. Đi qua cầu kiều, phía trước là nơi khách liêu chúng ta ở lại. Mỗi một khách liêu đều có một trạch viện của riêng mình. Trịnh Lão Tiên giống như một người hướng dẫn, đi tới đâu nói tới đó. Tôn tử Trịnh Vân Phi yên lặng không lên tiếng, rất ít khi nói chen vào, dường như bị quản chế rất nghiêm khắc. Lúc đi tới cầu kiều, phía trước có vài người vội vàng đi tới tuổi đều trên lục tuần. Dương Phàm khịt mũi nhạy cảm ngửi được mùi vị thảo dược. Ánh mắt rơi trên túi thuốc của một lão nhân mang theo người. Những người này đều là dược sư. Dương Phàm cho ra kết luận. Hà dược sư, các người vội vàng như vậy, rốt cuộc vị quý nhân nào trong phủ bị bệnh? Trịnh Lão Tiên hiếu kỳ hỏi, người được hỏi là một vị dược sư trông có vẻ lớn tuổi nhất. Hà dược sư thở dài một hơi, bệnh nhì tiểu thư lại phát tác. Chỉ nói một câu, bọn họ liền vội vàng chạy một hướng trong vương phủ. Ngay cả người lạ mặt như Dương Phàm cũng không kịp hỏi. Nhị nữ nhi Yến Vương Vũ Văn Liệt là một kỳ nữ thiên phú dị bẩm, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý. Chỉ là từ nhỏ thể chất quái dị, thân mang bệnh lạ. Lại phát tác không định kỳ, ngay cả dược sư tu tiên giới cũng không thể trừ tận gốc. Trịnh Lão Tiên giải thích. lại còn có chuyện này. Dương Phàm lộ ra dị sắc, lại bình thản nói, theo ta thấy dược sư Vương Phủ cũng không hơn thế này. Tu vi cao nhất mới luyện khí hậu kỳ. Dương Dược Sư có điều không biết. Kỳ thật trong Yến Vương Phủ còn có một vị Đông Phương Dược Sư, là một trong tam đại thần y Kinh Đô có thần thuật khởi tử hồi sinh. Có người nói người nếu không chỉ y thuật cao siêu, bản thân còn là tu sĩ ngưng thần kỳ. Dược sư ngưng thần kỳ. Dương Phàm khẽ động dung, trong lòng sinh ra vài phần cố kỵ. Từ khi hắn bắt đầu bước vào tiên đạo còn chưa bao giờ thấy qua dược sư cấp bậc ngưng thần kỳ. Nếu vị Đông Phương Dược Sư này được tôn xưng là một trong tam đại thần y Kinh Đô, vậy hắn không chữa được bệnh cho nhị quận chúa Vương Phủ hay sao? Dương Phàm khó hiểu hỏi. Nếu như không có vị Đông Phương Dược Sư này, vậy sợ rằng nhị quận chúa đã bỏ mình từ lúc vài tuổi rồi. Tuy nhiên mặc dù bằng y thuật của ngài ấy, cũng chỉ có thể bảo trụ lại cho nhị quận chúa một mạng. Trịnh Lão Tiên khẽ thở dài. Lúc này nhị quận chúa lại phát bệnh, không biết có gặp được hắn hiện thân hay không. Hiển nhiên Dương Phàm sinh ra một ít hứng thú với vị Đông Phương Dược Sư thần bí này. Đông Phượng Dược Sư thân phận siêu nhiên, chỉ là treo một thân phận khách liêu ở Vương Phủ, đa phần thời gian cũng không ở bên trong Phủ, ở Kinh Đô to lớn này, còn không có ai dám ước thúc ngài ấy. Tam đại thần y Kinh Đô, bất cứ một người nào đều là hạng người thân phân siêu nhiên, được giới thế tục cùng tu tiên giới cộng đồng ngưỡng mộ. Trịnh Lão Tiên than thở, trong mắt lộ ra vài phần ngưỡng mộ kính nể. Thần y lại có thể nổi tiếng như thế, còn thông sát cả giới thế tục cùng tu tiên giới. Dương Phàm thoáng có chút bất ngờ. Đồng thời cùng thầm nghĩ, không biết y thuật của mình so sánh với tam đại thần y Kinh Đô, ai mạnh ai yếu, lại cách xa bao nhiêu. Chương 142, bình tĩnh, bình tĩnh. Mức độ nổi tiếng của dược sư vượt xa trình độ tưởng tượng của Dương Phàm. Đồng thời, thanh danh tam đại thần y Kinh Đô cũng kích khởi lòng hiếu kỳ cùng dục vọng so đấu của Dương Phàm, thật đúng là muốn kiến thức một chút. Chỉ là vị Đông Phương Dược Sư Yến Vương Phủ thần bí, hơn phân nửa thời gian cũng không có ở trong phủ, điều này làm cho hắn thoáng có chút thất vọng. Đi qua cầu kiều trên dòng sông nhân tạo, phía trước là một lâm viên hoa nở chim hót, phòng ốc hơi rải rác, mặc dù không tính là hùng vĩ đồ sộ, nhưng hơn ở cảnh trí hợp lòng người. Hoàn cảnh càng thêm u tĩnh. Nơi này có không ít khách liêu Vương Phủ, trong đó có không thiếu người tu tiên. Trịnh Lão Tiên cười cười nói. Thần thức Dương Phàm chỉ tùy ý đảo qua, liền phát hiện người tu tiên ở nơi này đã có hơn 10 vị, đây chỉ là kết quả quét qua khu vực gần nhất. Đương nhiên, người tu tiên hưởng lạc nơi thế tục hơn phân nửa đều là dòng luyện khí, đa số đều đã có tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi như Dương Phàm, Trịnh Vân Phi thì ít hơn. Không bao lâu sau, ba người tới một tòa biệt viện u tĩnh, bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Dương Dược Sư, mời vào. Biệt viện này chính là chỗ lão phu ở, coi như rộng rãi, ngài ở nơi này cũng không sao. Nếu như có ý, ta có thể đề cử ngài với tổng quản Vương Phủ, lấy thân phận dược sư luyện khí kỳ của ngài, kiếm một thân phận khách liêu hẳn cũng không khó. Trịnh Lão Tiên khách khí nói. Việc này không vội, tuy nhiên tạm thời xem ra Yến Vương Phủ vẫn là một lựa chọn không tệ. Dương Phàm gật đầu, được Trịnh Lão Tiên an bài nhanh chóng vào ở một gian phòng, cũng có nha hoàn Vương Phủ phụ trách sinh hoạt. Vậy đạo hữu cứ ở nơi này một thời gian, Vân Nhi hiện giờ con không cần vẽ phù liên tục theo Dương Dược Sư dạo Vương Phủ hay Kinh Đô đi. Trịnh Lão Tiên phân phó. Vâng, gia gia. Trịnh Vân Phi lộ vẻ vui mừng. Ngày thường hắn bị Trịnh Lão Tiên quản thúc rất nghiêm ngặt, khó có được một ngày rảnh rỗi. Thật tốt quá. Đợi Trịnh Lão Tiên đi rồi, Trịnh Vân Phi như con chim thoát khỏi lòng giam cực kỳ vui vẻ, thiếu chút nữa ngửa mặt hét to lên, vẻ mặt hưng phấn nói, Dương Dược Sư, huynh quả là phúc tinh của đệ. Nếu vừa đến Kinh Đô để đệ theo huynh đi dạo một vòng. Ừ, được. Nhưng mà phải cẩn thận, gia gia đệ còn ở trong phòng kia. Dương Phàm cười hì hì nói, thầm nghĩ, đứa nhỏ đáng thương, xem ra bị nghẹn họng rồi. À! Trịnh Vân Phi vội che miệng lại. Vẻ mặt khẩn trương nhìn gian phòng gia gia. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dương Phàm không nhanh không chậm nói, gia gia của đệ hiện giờ đang thử công hiệu Tử Thanh Hào Mau Búc, trong phòng đã bố trí cấm chế rồi. Trên thực tế thần thức của hắn đã sớm tiến vào trong phòng Trịnh Lão Tiên, phát hiện Trịnh lão đang tập trung tinh thần vẽ bùa, mặt lộ hồng quang, phù bút đang sử dụng tự nhiên là Tử Thanh Hào Mau Búc vừa mới giao dịch. À, cảm ơn. Trịnh Vân Phi nhẹ thở dài một hơi, thoáng có vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc kinh nghiệm hỏa hầu của đệ không đủ, khẳng định gia gia sẽ không để cho đệ sử dụng Tử Thanh Hào Mau Bút. Dương Phàm mỉm cười, Trịnh lão ăn muối còn nhiều hơn đệ ăn cơm, năm mình đại đạo mấy chục năm còn đệ mới nhập đạo 4-5 năm. Bằng thiên phú của đệ, không tới 10-20 năm là có thể siêu việt toàn diện gia gia đệ rồi. Hắc! Điều này là khẳng định, đến lúc đó ta không cần mỗi ngày phải bị ngài ấy quản lý nữa. Trịnh Vân Phi cười hắc hắc thoáng có mấy phần ngây thơ. Dương Dược Sư, đệ thấy tu vi và tuổi của huynh đều cao hơn đệ, người cũng ổn trọng hơn không bằng đệ gọi huynh là Dương Đại Ca đi. Trịnh Vân Phi nói có pha lẫn vẻ chờ mong. Dương Phàm mỉm cười, Vân Phi tiểu đệ. Đệ dẫn ta dạo một vòng vương phủ đi, được, Dương Đại Ca. Trịnh Vân Phi mừng như điên, cảm thấy Dương Phàm có một cổ khí tức làm cho người ta cảm thấy thân thiết, lần đầu tiên gặp hắn liền có ấn tượng khá tốt. Dương Đại Ca, đệ nói cho huynh, diện tích phủ đệ vương phủ rất lớn, đi dạo 2 ngày cũng không nhất định có thể thấy hết cảnh vật. Trịnh Vân Phi nước miếng tung bay bắt đầu giảng giải. Hai người đi một vòng quanh khu khách liêu, sau đó lại đi qua cầu kiều sông nhân tạo trước đó đi vào trong khu vực người thế tục vương phủ. Thế tục này, thật đúng là biết hưởng thụ mà. Dương Phàm thưởng thức nha hoàn người hầu lui tới trong vương phủ cùng với các loại kiến trúc khí phái xa hoa vô cùng. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, nếu như ở lại nơi này, hưởng thụ nửa đời người, đó cùng là một dụ hoặc không nhỏ. Lúc đi tới chỗ một hành lang, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng kêu nhỏ, mau tránh ra, nhanh tránh đường cho ta đi xem nhị tỷ. Phía sau truyền đến một mùi hương nhàn nhạt và tiếng gió thổi giống như có người đang chạy nhanh. Dương Phàm hết sức bình tĩnh hơi nghiêng người, ung dung nhàn nhã nhìn phía sau. À! Tốc độ người kia cực nhanh, Trịnh Vân Phi cũng không có cảm quan linh mẫn vô cùng như Dương Phàm cộng thêm đang nước bọt tung bay giảng giải bất ngờ không đề phòng bị người phía sau đụng trúng. Ai da! Hai tiếng kêu thảm vang lên, phía trước Dương Phàm chợt truyền đến một tiếng phốc thông, một thiếu nữ cung trang phía sau đè Trịnh Vân Phi ngã xuống đất, hai người lập tức bị chút vết thương nhẹ. Ngao! Trịnh Vân Phi rên rỉ một tiếng, còn thiếu nữ cung trang ngây ngốc thoáng cái, chợt lấy tay bưng trán sưng đỏ, lập tức nức nở, ngươi, còn đè trên người ta mau đứng lên. Trịnh Vân Phi vừa mắng to đẩy thiếu nữ cung trang kia xuống. Mà khi hắn xoay người nhìn dung mạo như hoa như ngọc của thiếu nữ, không khỏi ngẩn ra chợt kinh hô một tiếng, Tiêu quận chúa. Là ngươi. Thiếu nữ cung trang hiển nhiên nhận ra Trịnh Vân Phi. Trịnh Vân Phi đỏ mặt. Nói năng lắp bắp, ta không phải cố ý, kẻ nào dám ám sát quận chúa. Đúng lúc này phía sau truyền đến mấy tiếng quát to, 4-5 thị vệ vương phủ nhìn chằm chằm hai người Dương Phàm. Soạt một tiếng, mấy thị vệ này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tài xông tới đây, bảo đao trong tay lập tức đặt lên cổ Dương Phàm cùng Trịnh Vân Phi. À, các ngươi hiểu lầm rồi. Trịnh Vân Phi bị dọa mặt mũi trắng bệch, vội vàng giải thích. Cảm nhận lưỡi đao lạnh lẽo trên cổ, Dương Phàm nao nao. Bình tĩnh. Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại, chúng ta rất giống thích khách hay sao? Ngươi không được cử động. Thì vệ cầm đao kia tay hơi rung lên, thoáng cắt vỡ da Dương Phàm, huyết quang chợt lóe lên. Thế nhưng vết thương kia chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại, làm thị vệ này há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Ta có cử động sao? Dương Phàm có chút phẫn nộ. Không có. Thị vệ có chút sợ hãi. Bóp. Dương Phàm nhẹ nhàng vung tay lên đánh bay thị vệ ra ngoài, cả người hắn hóa thành một bóng đen, vù một tiếng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Một lúc lâu sau, xa xa truyền đến một tiếng bõm, bọt nước tung lên, hiển nhiên là có người rơi xuống nước. À. Mấy thị vệ khác thấy tình cảnh như vậy, liền ngây ra như phỗng. Tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi cũng dùng ánh mắt không phải là người nhìn về phía Dương Phàm. Tiểu quận chúa, cô nhanh bảo bọn họ bỏ vũ khí ra đi. Trịnh Vân Phi nhanh chóng tỉnh táo lại, yếu ớt nói. Mấy người các ngươi, nhanh cút ra đi, bọn họ đều là khách quý vương phủ. Tiểu quận chúa cũng đỏ mặt, kêu quát một tiếng. Vâng. Mấy thị vệ run như cầy sấy rời đi. Lúc này, Trịnh Vân Phi cùng tiểu quận chúa mới đứng lên, vẻ mặt xấu hổ. Cô không sao chứ? Trịnh Vân Phi nói, ánh mắt nhìn về phía tiểu quận chúa có chút né tránh. Hu hu hu. Trán của ta. Tiểu quận chúa sờ trán hết sức đau đớn nói, nước mắt tuôn rơi như hạt châu. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Trịnh Vân Phi rối loạn. Chỉ là một chút ngoại thương rất nhỏ mà thôi. Dương Phàm liếc mắt. Bình thản nói. Hu hu hu. Tiểu quận chúa bưng cục u đỏ trên trán. Khóc càng lớn hơn, như vậy bảo ta làm sao đi gặp người nữa. Dược sư. Ta đi gọi dược sư. Trịnh Vân Phi khẩn trương nói, tiểu quận chúa, cô chờ đã. Ta lập tức đi gọi dược sư cho cô. Trịnh Vân Phi vừa dứt lời, liền xoay người chạy đi tìm dược sư Vương Phủ. Chẳng qua, Trịnh Vân Phi vừa chạy được 2 bước. Bỗng nhanh chóng ngừng lại, thân người nhoáng cái liền chuyển ánh mắt lên người Dương Phàm, Dương đại ca. Dương Phàm như cười như không nhìn hắn, không có ý ra tay. Người còn không đi gọi dược sư. Tiểu quận chúa cong môi tức giận nói. Dương đại ca, cầu huynh thương xót đi mà. Trịnh Vân Phi đáng thương hề hề nói. Dương Phàm gật đầu, được rồi. Hắn. Tiểu quận chúa liền vô cùng hoảng sợ liên tục lùi về sau, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Vừa nãy tình cảnh Dương Phàm vung tay lên liền đánh bay thị vệ, lúc này còn đang chiếu lại rõ ràng trong đầu nàng. Đừng qua đây. Tiểu quận chúa giọng run run nói. Liền khóc đến hoa lê vũ, khẩn trương ôm chặt Trịnh Vân Phi. Tiểu quận chúa, Dương đại ca là một vị dược sư, là người rất tốt. Trịnh Vân Phi vươn tay đẩy nàng tới trước mặt Dương Phàm. Lúc này, Dương Phàm nhẹ nhàng nâng tay về phía nàng. À! Tiểu quận chúa bị dọa đến nỗi mặt nhỏ tái nhợt, lập tức nhắm hai mắt lại giống như đã dự đoán hình ảnh mình sẽ bị Dương Phàm đánh bay. Tuy nhiên tình cảnh trong dự liệu cũng không xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh hết sức thoải mái, giống như có một dòng suối mát chảy qua, lại được một trận gió nhẹ vần quanh. Tốt rồi! Dương Phàm thu tay lại. Cười dài nhìn tiểu quận chúa bị mình dọa tới sắc mặt trắng bệch, cảm giác nha đầu này thật là cổ quái tinh linh. Ta không sao. Tiểu quận chúa mở mắt phát hiện Dương Phàm đứng ở trước người, mà mình cũng không bị đánh bay như nàng tưởng tượng. Hả? Trán của ta. Nàng đột nhiên vươn tay sờ sờ trán, phát hiện vốn chỗ sưng đỏ lại trơn bóng, phần da kia lại còn sót vài phần mát mẻ ôn hòa hết sức thoải mái. Nhanh. Nhanh. Lấy gương tới đây. Tiểu quận chúa mừng rỡ kêu lên. Ta có. Trịnh Vân Phi lấy từ trong túi trữ vật ra một mặt gương đồng đưa cho tiểu quận chúa. Ánh mắt Dương Phàm liếc nhìn mặt gương đồng. Không khỏi chuyển ánh mắt quái dị nhìn về phía Trịnh Vân Phi. Hắc hắc, đây là pháp khí đối phó quỷ vật. Trịnh Vân Phi có chút xấu hổ nói. Tốt rồi, thật sự tốt rồi. Phần da chỗ đó hình như còn trắng nõn hơn trước nữa. Tiểu quận chúa vui mừng nhảy nhót, tùy tiện ném gương đồng sang một bên. Đừng! Trịnh Vân Phi bay người phóng tới, chỉ miễn cường chạm tới mép chiếc gương đồng. Răng rắc! Gương đồng vỡ tan, dù sao chỉ là loại pháp khí đặc thù, uy năng chỉ dựa vào trận pháp bên trên, bản thân không có thuộc tính kiên cố. Theo gương đồng vỡ tan, lòng Trịnh Vân Phi cũng nát, tru lên, gương đồng của ta. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Dương Phàm an ủi, chỉ là một mặt gương đồng mà thôi. Chương 144, kỳ nữ. Người trị bệnh. Vũ Văn Liệt liếc nhìn Dương Phàm. Khẽ nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, con tìm người này từ đâu tới? Trong vương phủ dường như không có vị khách liêu này. Trong lời này, Vũ Văn Liệt không che giấu khinh thị Dương Phàm, lại càng không cần phải che giấu. Dược sư trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng không cao, rất khó làm cho người ta tin phục. Trong mắt người đời, đại phu y thuật cao siêu đều là lão bất tử 70-80 tuổi, dược sư mới mười mấy 20 như Dương Phàm sợ rằng chỉ mới cấp học đồ. Phụ thân, Dương dược sư y thuật không kém, ít nhất phải mạnh hơn rất nhiều lần những dược sư trong vương phủ. Ngài để cho huynh ấy thử xem sao. Tiểu quận chúa hai mắt đẫm lệ cầu khẩn. Hai người nói chuyện các dược sư vương phủ đứng bên ngoài đều nghe rõ ràng. Cái gì? Dược sư trẻ tuổi này mạnh hơn chúng ta. Mấy người do Hà Dược Sư dẫn đầu đều lộ vẻ mặt không vui, không khỏi đi tới gần theo dõi. Hừ! Dược sư này còn trẻ tuổi hơn cả đồ tôn thế tục của ta muốn xem hắn mạnh hơn chúng ta cỡ nào. Hà Dược Sư cười nhạo nói đi tới trước tấm bình phong, mấy dược sư luyện khí kỳ còn lại cũng phụ họa. Nguyệt Nhi, đừng hồ đồ. Chuyện liên quan đến sống chết của Hàm Nhi, con làm sao có thể mời một người một thân phận không rõ ràng tới vương phủ chữa bệnh của Hàm Nhi được. Vũ Văn Liệt cả giận nói. Trên không bỗng sinh ra một cổ khí phách khó có thể hình dung. Hu hu. Tiểu quận chúa bị dọa không dám nói tiếp, ánh mắt áy náy nhìn Dương Phàm. Thường ngày, Yến Vương tính tình khí phách nóng nảy, tuy rằng rất yêu thương con gái chỉ khi tức giận hoặc nóng giận lên, không ai dám chạm tới nghịch lân của hắn. Đúng vậy. Tiểu quận chúa tuổi ngài còn nhỏ, trên đời người giả thần giả quỷ, hạng người lừa gạt, nhiều vô số kể. Ngài ngàn vạn lần đừng bị người ngoài lừa bịp. Hà Dược Sư vẻ mặt hiền lành chỉ điểm, trong ánh mắt nhìn Dương Phàm có pha vài phần hả hê. Ha ha, trị không được do các ngươi định đoạt. Chẳng qua Dương mỗ nói rõ một chút, cơ hội chỉ có một lần. Dương Phàm cười lạnh nhạt, bình thản nói. Cơ hội chỉ có một lần. Vũ Văn Liệt ngẩn ra, mơ hồ cảm nhận được trên người Dương Phàm có một cổ ngạo khí. Có thể dược sư này thật sự có thực học cũng không chừng, trong lòng Vũ Văn Liệt đột nhiên có chút hối hận. Dù sao còn có một phần vạn hy vọng, hắn cũng không thể bỏ qua, dù sao đây là đại sự liên quan tới sinh tử của nữ nhi hắn. Được. Yến Vương Vũ Văn Liệt thoáng trầm ngâm, liền kiên quyết nói, ngươi đã tự tin như thế, ta để cho ngươi thử xem. Nếu xảy ra sai lầm gì? Bản Vương nhất định lấy mạng chó của ngươi, diệt cửu tộc ngươi. Nói xong mấy chữ diệt cửu tộc cuối cùng, Dương Phàm liền cảm nhận được một cổ sát khí nồng đậm. Dương Dược Sư, cha ta cho huynh cơ hội, huynh nhanh xem cho nhị tỷ đi. Tiểu quận chúa nín khóc mỉm cười. Dương Phàm nghe vậy, cũng cười lạnh lùng lắc đầu nói, xin lỗi, ta không tiếp thụ loại phương thức bức hiếp chữa bệnh này. Vương gia mời cao nhân khác đi. Dứt lời, hắn liền phất áo xoay người muốn đi. Dương Dược Sư. Tiểu quận chúa kinh hô. Dương đại ca, huynh không thể làm như vậy. Trịnh Vân Phi vô cùng lo lắng nói. Hừ. Không phải chỉ là một tiểu mao đầu thôi sao? Còn bày giá lớn như vậy. Mấp người Hà Dược Sư cũng trào phúng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vũ Văn Liệt quát lạnh một tiếng, khí thế cuồng bạo như thủy triều trong khoảnh khắc ập tới người Dương Phàm. Dương Phàm lập tức cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, còn có một tia nguy cơ, thân thể liền ngừng lại. Yến Vương Vũ Văn Liệt này đã từng chém giết tu sĩ ma đạo ngưng thần kỳ, đích thật rất đáng sợ. Danh bất hư truyền, vương gia, ngài lấy sinh tử uy hiếp ta xem bệnh, chẳng lẽ không biết khi dược sư chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng dạng cũng nắm giữ sinh tử của bọn họ. Dương Phàm không chút gợn sóng sợ hãi nói. Này! Vũ Văn Liệt chợt cứng lại. Dương Phàm đi tới ngoài bình phong, liền muốn rời đi. Vũ Văn Liệt nhìn bóng lưng hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi. Vừa nhìn Dương Phàm hết sức dễ dàng ứng phó uy áp cường đại của hắn, đồng thời không úy không sợ có thể thấy hắn tuyệt đối không phải dược sư luyện khí kỳ đơn giản. Lúc này, Dương Phàm cho hắn cảm giác có chút cùng loại như Đông Phương Dược Sư hành tung phiêu miểu. Dược sư, chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại yếu bệnh truyền đến có chút suy yếu vô lực. Cơ hội chỉ có một lần. Dương Phàm không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Thân là dược sư, lẽ nào ngài thấy chết mà không cứu? Huống hồ dược sư ngài từ đầu đến cuối vẫn không hỏi qua bệnh nhân ta mà. Nàng kia thấp giọng, tranh luận lý lẽ. Cô nói có đạo lý, nhưng mà có người lấy chết bức bách. Dương mỗ không trị cũng được. Dương Phàm ngừng lại, trên thực tế hắn vẫn cảm thấy có hứng thú với vị nhị quận chúa này. Phụ thân chỉ là lo lắng an nguy của ta. Giọng nói kia trầm mặc một lát. Lại vang lên, ngài yên tâm trị bệnh cho tiểu nữ, bất luận thành bại sinh tử, tiểu nữ đều đảm bảo ngài bình yên vô sự. Xin phụ thân đáp ứng. Nhị quận chúa nói với Yến Vương. Hàm Nhi. Con. Yến Vương khẽ rung lên. Một lát sau, giống như thương nghị một chút. Yến Vương mới thở dài một hơi, Dương Dược Sư, ngài vào đi. Bản Vương tuân thủ lời hứa của tiểu nữ bất luận kết quả thế nào cũng sẽ không động đến ngài. Làm ra thoái nhượng như vậy, việc này đối với Yến Vương ở Kinh Đô dưới một người mà trên vạn người mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Các dược sư ở đây đều đầy vẻ khó tin, không thể tin được Yến Vương luôn luôn bá đạo cường thế lại đáp ứng điều kiện này. Được. Dương Phàm gật đầu đi tới Bình Phong Khuê Phong, thản nhiên nói, nếu không phải Dương Mỗ có chút hứng thú với nhị quận chúa cũng sẽ không phá lệ này. Vũ Văn Liệt nghe vậy, sắc mặt lập tức không dễ coi, thầm nghĩ, lẽ nào người này muốn đánh chủ ý tới nữ nhi của ta? Hừ, quả nhiên tiểu tử này rắp tâm bất lương mà. Chúng dược sư ở bên ngoài không yên đứng ở Bình Phong tận mắt quan sát từng cử động của Dương Phàm. Dương Phàm liếc mắt quan sát khuê phòng, bố trí thật đơn giản, ngoại trừ bàn trang điểm ra còn có một bản đọc và giá sách. Trên giá sách lại chất đống các bản sách cổ, mỗi một bản giá trị không thấp. Bên giường màu tím nhạt bị lụa mỏng che lấp mơ hồ có thể thấy được hình bóng xinh đẹp bên trong. Lúc này, Yến Vương cùng tiểu quận chúa đều trước giường. Bên cạnh còn có hai tiểu nha hoàng tú lệ, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Dương Phàm. Dương Phàm thản nhiên đi tới, liền chuẩn bị nhấc lụa mỏng lên. Ngươi không cần bắt mạch sợi chỉ sao? Yến Vương nhướng mày hiển nhiên có chút đề phòng Dương Phàm. Dương Phàm cười ha hả, ta là cảm thấy hứng thú với nhị quận chúa mới phá lệ ra tay, huống hồ bắt mạch sợi chỉ là một loại tạp kỹ của đại phu thế tục. Đối phó bệnh thường còn được nhưng nếu đổi thành kỳ bệnh như quận chúa đúng là một trò cười mà. Được rồi, ngươi nhanh ra tay đi. Vũ Văn Liệt nhàn nhạt nói. Dương Phàm không khách khí trực tiếp đi tới trước giường. Vươn tay nhấc lụa mỏng lên còn ung dung ngồi ở cạnh giường. Tiểu tử này quả thật vô lễ tới cực điểm. Các vị dược sư quan sát ngoài Bình Phong hận tới ngứa răng. Lụa mỏng vừa nhấc lên, một mùi hương cô gái kỳ dị kéo tới, làm cho tâm thần Dương Phàm khẽ động. Chỉ thấy trước mặt là một cô gái tuyệt sắc thoáng vẻ bệnh trạng, ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan tinh mỹ như đồ sứ hoàng mỹ nhất thế gian. Làn da tuyết trắng trong suốt trắng mịn như tơ lụa, mũi ngọc cao tinh xảo, đôi mắt sáng như thu thủy lại lộ ra những tia thâm thúy cơ trí trong lúc hô hấp. Trên người cô gái thở ra một mùi hương lan kỳ dị hồn nhiên tự thành. Nếu không tra xét cẩn thận, còn tưởng là cô gái thường xông hương. Chỉ là dáng người nhỏ nhắn mềm mại bị tấm thảm hoa lệ che đậy nhưng vẫn có thể thấy đường cong hoàng mỹ khẽ phập phồng. Lúc này, trong khi Dương Phàm quan sát nàng, nhị quận chúa tuyệt sắc cũng nhìn về phía Dương Phàm, cảm nhận được đối phương quan sát thưởng thức không chút nào che giấu. Tiểu nữ Vũ Văn Hàm, xin hỏi đại danh quý nhân. Nhị quận chúa mặt cười thoáng rạng mây đỏ lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Quý nhân? Cô nói ta là quý nhân? Dương Phàm mỉm cười có chút khó giải thích nói. Đúng vậy, tiểu nữ đã sớm cảm ứng thẳng đến khi dược sư muốn rời đi. Loại cảm ứng này liền mạnh lên gấp 10. Vũ Văn Hàm nói nhỏ, trên hàng mi lại thêm vài phần vui mừng. Tại hạ Dương Phàm, Vũ Văn tiểu thư có thể nghĩ sai rồi, cô và ta hai người chưa từng quen biết. Làm sao cô có thể biết được ta sẽ trị khỏi bệnh của cô? Dương Phàm dò hỏi hắn thật có chút hoài nghi, không lẽ cô gái này có năng lực đặc thù gì? Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới muội muội Dương Tuệ Tâm. Giống như cũng sở hữu một loại năng lực cổ quái, mặc dù hắn thu liễm tâm tình sâu cỡ nào cũng bị nàng cảm nhận được. Tiểu nữ luôn tin dược sư nhất định có thể làm được. Vũ Văn Hàm mềm nhẹ nói lộ ra một tia chắc chắn. Ánh mắt đối diện Dương Phàm. Dương Phàm đối diện với ánh mắt thâm thúy tràn ngập cơ trí, lòng hiếu kỳ trong lòng càng tăng lên. Khác với những cô gái khác, Vũ Văn Hàm đối diện với ánh mắt hắn không có một tia lùi bước ngượng ngùng, giống như tới gần xem kỹ hắn. Khụ khụ, đúng lúc này, Yến Vương Vũ Văn Liệt đứng trước giường ho khẽ hai tiếng, nói, dược sư. Mời ra tay nhanh đi. Nếu không phải vì Dương Phàm có thể nắm khả năng trị liệu bệnh tình nữ nhi, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay đuổi tên phá rối này đi rồi. Vũ Văn tiểu thư, Dương mỗ xem bệnh cho cô. Dương Phàm thu hồi ánh mắt. Mời dược sư. Vũ Văn Hàm vương một cánh tay tuyết trắng như tinh ngọc, từng sợi hương lan càng thêm rõ ràng làm cho trong lòng Dương Phàm rung động. Mùi hương này hiển nhiên là mùi hương tự nhiên của cô gái còn hơn hương hoa cả thế gian. Dương Phàm không khách khí. Vương hai ngón tay đặt lên chủ mạch Vũ Văn Hàm, đám xương sinh mệnh trong cơ thể hóa thành từng sợi tơ mỏng manh tràn vào trong cơ thể giai nhân. Đồng thời kiểm tra bệnh tình, Dương Phàm hỏi, Vũ Văn tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Vũ Văn Liệt càng nhíu mày. Ngươi xem bệnh thì xem bệnh, hỏi tụi cô nương người ta làm gì? 18. Vũ Văn Hàm nhẹ nhàng nói, dung nhan thanh nhã như thiên sứ, không một tia gợn sóng, trong bình tĩnh hiện vài phần đẹp tri thức. Dương Phàm gật đầu thưởng thức, nói như vậy, bệnh của cô đã phát ra 18 năm qua, tính cả một năm từ trong bụng mẹ vậy là 19 năm rồi. Nghe lời này, Vũ Văn Liệt cũng cảm thấy một chút mánh khóe, có thể thấy được dược sư trước mắt đã tìm được một ít đầu mối. Đúng vậy. Vũ Văn Hàm gật đầu, rất là phối hợp. Ta thấy cô bình tĩnh như thế, không lo lắng cho sinh tử của mình sao? Dương Phàm như cười như không hỏi. Có quý nhân ở đây, Hàm nhi tự biết không lo tính mệnh. Vũ Văn Hàm mỉm cười, lần đầu tiên mỉm cười như lệ hoa sau mưa, tạo cho Dương Phàm một cảm giác kinh diễm. Ha ha ha. Vũ Văn tiểu thư nói không sai, có ta ở đây, cô thật sự không lo tính mệnh. Dương Phàm cười thản nhiên. Từ sau Vân Vũ Tịch, lại có một cô gái để mình sinh ra cảm giác động tâm. Đương nhiên, động tâm không có nghĩa là hắn lập tức thích cô gái này, tối đa chỉ là hiếu kỳ. Dược sư thật có nắm chắc. Vũ Văn Liệt nghe vậy mừng rỡ. Cứ làm dựa theo biện pháp của ta, có thể lập tức cứu lại tính mệnh Vũ Văn tiểu thư. Dương Phàm đầy vẻ tự tin nói. Mời dược sư phân phó. Vũ Văn Liệt vội nói. Mời Vũ Văn tiểu thư rời giường, theo Dương mổ ra ngoài dạo một vòng, liền lập tức có hiệu quả. Dương Phàm mỉm cười nói. À, mọi người nơi này đều ngây dại. Chương 145, Cửu Túc Huyền Mạch. Dương Phàm vừa nói lời này, liền khiếp sợ toàn trường, ngay cả Văn Vũ Hàm thân là người bệnh cũng vậy, mặt liền đỏ lên. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Yến Vương Vũ Văn Liệt nộ khí sôi lên, trong mắt chợt lóe hàn mang, lòng bàn tay mở ra ngưng tụ một đoàn quang mang màu vàng kim làm người ta run rẩy. Trong khoảnh khắc, không khí cả phòng liền cứng lại. Hô! Một cổ áp lực vô hình giống như một ngọn núi nhỏ ngàn vạn ân ép khuê phòng này không thở nổi. Bình bình! Bình bình! Bình bình! Lúc này, trong khuê phòng nho nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mọi người. Dương Phàm không khỏi lộ ra dị sắc, không nghĩ tới Yến Vương lại phản ứng lớn như vậy. Mấy dược sư bên cạnh bình phong, nhìn hắn trong mắt cùng có vài phần hả hê. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chỗ vấn đề. Nơi này là giới thế tục chịu lễ nghi phong kiến ước thúc rất mạnh, khác biệt một trời một vực với tu tiên giới. Cô nương người ta còn chưa xuất giá. Cùng người đi ra ngoài dạo một vòng. Nói ra thì rất đơn giản, nhưng ở giới thế tục là một chuyện đồi phong bại tục. Huống hồ đối tượng còn là thiên kim như quận chúa. Vương gia an tâm đừng gấp, kỳ thật nhị quận chúa không có bệnh gì. Chỉ là bởi thể chất của nàng rất đặc thù mà thôi. Dương Phàm không nhanh không chậm nói, ánh mắt rơi xuống đoàn kim mang huyễn lệ ngưng tụ trong tay Vũ Văn Liệt, trong lòng thầm giật mình, tuy rằng chỉ là võ giả thế tục nhưng nắm giữ lực lượng ngay cả người tu tiên cũng cảm thấy run sợ. Võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, chân khí trong cơ thể cũng có thể ngoại phóng. Nhưng áp suất cao độ chân khí như Vũ Văn Liệt làm thật là khó như lên trời. Chỉ cần hắn đánh ra một chưởng, uy năng đó đủ để miễu sát một người tu tiên luyện khí kỳ. Dưới tình huống như vậy, ngay cả tu sĩ ngưng thần kỳ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Hiện tại thân thể Hàm nhi suy yếu như vậy, động ngón tay cũng khó khăn, làm sao để nàng đi ra ngoài được. Vũ Văn Liệt cười lạnh nói. Điểm này Dương mỗ tự nhiên có biện pháp. Dương Phàm nhàn nhạt nói. Vũ Văn tiểu thư có một loại thể chất trong truyền thuyết gọi là Cửu Túc Huyền Mạch. Cửu Túc Huyền Mạch. Vũ Văn Liệt cùng Vũ Văn Hàm đều cả kinh, người sau tâm thần càng rung lên. Loại thể chất này hết sức thần bí, chỉ có ghi chép trong vài bản sách cổ, hơn nữa tin tức ghi chép rất có hạn. Dương mỗ cũng mới thấy lần đầu. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi. Cửu Túc Huyền Mạch. Mấy người Hà dược sư nhìn lẫn nhau. Bọn họ chưa từng nghe nói qua loại thể chất này. Vì sao ngay cả Đông Phương dược sư cũng không nói tới chuyện này? Vũ Văn Liệt có vẻ nghi vấn hỏi. Dương Phàm cười thần bí, thiên cơ không thể tiết lộ. Sau đó, hắn quay đầu lại cười với Vũ Văn Hàm, Vũ Văn tiểu thư nhận thấy thế nào? Lúc này, trong đôi mắt sáng Vũ Văn Hàm lộ ra vài phần mê man giống như có cảm ngộ. Dương Dược Sư, vì sao kỳ quái như vậy, khi ngài đề cập tới Cửu Túc Huyền Mạch ta đột nhiên có một loại cảm giác khó có thể hình dung. Vũ Vãn Hâm nói nhỏ cố gắng hồi ức lại cảm giác vừa rồi. Vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng Dương Phàm liền thở dài một hơi, xem ra đích thật Vũ Văn Hàm là Cửu Túc Huyền Mạch. Trên thực tế cái tên Cửu Túc Huyền Mạch là do Dương Phàm nhận được từ trong biển tin tức Thánh Liệu Thiên. Khi hắn vừa bắt đầu kiểm tra thân thể Vũ Vãn Hàm, phát hiện trong cơ thể cô gái này tồn tại một cổ lực lượng thần bí, có một loại liên hệ đặc thù với thiên địa nhưng không cách nào câu thông khai thông. Dần dần, cổ lực lượng khó chạm tới này ứ động trong cơ thể không được phát tiết, trở ngại sinh cơ trong cơ thể Vũ Văn Hàm. Khi hắn kết luận bệnh trạng như vậy, trong đầu tự nhiên tràn ra một cổ tin tức, chính là thể chất Cửu Túc Huyền Mạch. Hiện giờ các người có thể tin tưởng Dương mỗ nói rồi chứ? Dương Phàm không chút gợn sóng sợ hãi, ánh mắt đảo qua mọi người. Bọn người Hạ Dược Sư sắc mặt liền khó coi. Vũ Văn Liệt thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt khác. Ngay cả Tam Đại Thần Y Kinh Đô cũng không nhìn ra thể chất chân chính của Hàm Nhi, nam tử trước mắt lại có thể một lời nói rõ. Có thể, hắn mới là cứu tinh chân chính của nữ nhi. Phụ thân, cứ làm dựa theo lời hắn yêu cầu đi. Vũ Văn Hàm khẽ nói, trong đôi mắt sáng lộ một tia kiên nghị. Được. Vũ Văn Liệt liếc nhìn Dương Phàm thật sâu, lập tức bắt đầu phân phó. Các người đều lui xuống đi, quản gia hỗ trợ truyền lệnh. Vũ Văn Liệt đi ra ngoài phòng, bắt đầu bố trí. Không bao lâu sau, xung quanh khuê phòng quận chúa liền không còn một người tạp vụ nào. Được rồi, hiện giờ ngươi có thể bắt đầu. Vũ Văn Liệt nhàn nhạt nói. Dương Phàm thông qua hình thức toàn tri, nhìn tình huống bốn phía ở trong mắt, cười khổ nói, vương gia, kỳ thật không cần làm lớn chuyện như vậy. Hừ. Vũ Văn Liệt hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng, lưu lại Dương Phàm, Vũ Văn Hàm cùng với tiểu quận chúa. Vũ Văn tiểu thư, mời cô đi theo ta. Dương Phàm nhẹ nhàng cầm cánh tay nhỏ bé bạch ngọc của Vũ Văn Hàm. Sinh cơ cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể nàng, thoáng làm tâm thần nàng chấn động, trên mặt hiện thêm vài phần sắc thái. Ta. Vũ Văn Hàm có được sức nhưng nàng còn mặc áo ngủ, không thể tùy ý thay y phục trước mặt nam tử xa lạ được. Tiểu quận chúa, cô tới đây hỗ trợ. Dương Phàm trầm ngâm nói, lại rót vào trong cơ thể Vũ Văn Hàm rất nhiều lực lượng sinh mệnh, mới đi ra ngoài bình phong. Trong khuê phòng nhanh chóng truyền ra tiếng mặc quần áo rất nhỏ, Dương Phàm lại khinh thường rình coi. Chờ đợi cô gái mặc xong quần áo. Một lúc lâu sau, tiểu quận chúa nói, Dược sư mau vào đi, tinh thần nhị tỷ lại không tốt rồi. Dương Phàm khẽ thở ra một hơi đi vào trong. Phát hiện Vũ Văn Hàm đã mặc một quần dài màu đen tú nhã đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt chỉ có một tia tàn hồng nhàn nhạt, khí sắc không tốt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Đi theo ta. Dương Phàm tự nhiên kéo tay Vũ Văn Hàm, đám xương sinh mệnh trong cơ thể hóa thành từng sợi mỏng rót vào trong cơ thể nàng. Khí sắc Vũ Văn Hàm lập tức chuyển tốt, tiểu quận chúa bên cạnh thở ra một hơi. Nói, làm ta sợ muốn chết. Nhưng mà Dương Dược Sư thật là thần kỳ, nắm tay một chút liền có hiệu quả lớn như vậy. Khụ khụ. Dương Phàm ho khẽ, đây là thủ đoạn y thuật. Vũ Văn Hàm cúi thấp đầu, vành tai đỏ bừng. Vậy sao? Tiểu quận chúa hết sức hoài nghi, ánh mắt rơi trên tay hai người, lại phát hiện ra một quần sáng nhàn nhạt lóe lên thâm thúy. Vũ Văn tiểu thư, cô đi theo ta một chút, thả lỏng toàn thân tâm xem có thể cảm ngộ được gì không? Dương Phàm duy trì liên tục rót vào đám sương sinh mệnh, nắm tay Vũ Văn Hàm chậm rãi đi ra ngoài khuê phòng. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài hạ xuống, giống như bên cạnh có núi có rừng. Cảnh trí hợp lòng người. Vũ Văn Hàm thấp giọng đáp, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, mặt cười như thiên sứ, đôi mắt sáng như nước thâm thúy, cơ trí lộ ra một màu sắc thần bí. Cô gái này quả nhiên không phải người thường. Dương Phàm âm thầm gật đầu, Vũ Văn Hàm có một loại vẻ đẹp thần bí, hơn nữa định lực rất mạnh, sẽ không dễ bị vật ngoài mê hoặc. Ngay cả lúc này, nàng cùng Dương Phàm tay trong tay, vẫn có thể nhanh chóng tĩnh lặng như nước. Cô có thể nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần, không cần cố kỵ gì, tùy ý đi thông thả. Cảm nhận ngọn gió thổi qua, dòng suối chảy xuôi bên cạnh, còn có ánh mặt trời chiếu sáng xa xa. Dương Phàm vừa đi, vừa dẫn đạo cho nàng. Vũ Văn Hàm dựa theo lời hắn nói, nhắm đôi mắt đẹp, buông lỏng thể xác tinh thần theo Dương Phàm nắm tay chậm rãi bước đi. Lúc mới bắt đầu, Dương Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể Vũ Văn Hàm tốt hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, lúc màn đêm buông xuống, Dương Phàm mơ hồ cảm giác được trên người Vũ Văn Hàm sinh ra một tia dao động thần bí. Dương Phàm chỉ có thể mơ hồ bắt được cổ dao động thần bí này, nhưng khó có thể chạm đến bản chất lực lượng đó. Điều này càng dẫn phát lòng hiếu kỳ của Dương Phàm. Đến khi trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao, dao động thần bí trên người Vũ Văn Hàm càng phát ra rõ ràng hơn. Ngay khoảnh khắc, Vũ Văn Hàm mở đôi mắt sáng ra, ở trong bóng đêm lóe ra tia chớp giống như chiếu rọi ngôi sao khắp bầu trời. Sau đó, nàng ngưng mắt nhìn bầu trời đêm xa xa. Tối nay, trăng sáng sao thưa thế, nhưng ở trong mắt nàng những ngôi sao trên bầu trời lại phá lệ tỏa sáng chói. Trong ánh mắt Dương Phàm lóe lên thần sắc kỳ dị, nắm tay nàng trong mơ hồ sinh ra một ảo giác đồng dạng. Ở xa xa, trên đỉnh một tòa lầu các, một nam nhân áo bào xanh hoa văn rồng tím đứng trong bóng đêm như ma thần. Đó chính là Yến Vương Vũ Văn Liệt. Hắn chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hai người Dương Phàm. Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, thì thào tự nói, y thuật người này quả là thần kỳ, xem ra thật có hy vọng chữa khỏi bệnh của Hàm Nhi. Chỉ mong hắn đừng sinh ra ác niệm gì với Hàm Nhi. Nếu không... Trong bóng đêm, gió cũng có chút lạnh. Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Dương Phàm buông tay Vũ Văn Hàm ra, cô trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đa tạ ân cứu mạng của Dương Dược Sư, xin nhận Hàm Nhi một lễ. Đôi mắt sáng Vũ Văn Hàm lóe ra nước mắt vui mừng kích động muốn quỳ lễ tạ ơn. Xin đứng lên. Dương Phàm vội nâng nàng dậy, nhàn nhạt nói, sở dĩ Dương mổ phá lệ ra tay, cũng là xuất phát từ hiếu kỳ với quận chúa và Cửu Túc Huyền Mạch. Hàm Nhi đã rõ, nhưng bất luận thế nào thì Dương Dược Sư cũng là ân nhân cứu mạng, cũng là quý nhân ta chờ đợi từ lâu. Vũ Văn Hàm cười thản nhiên, ở trong bóng đêm tĩnh lặng mỹ lệ không thể nói hết. Quý nhân? Có lẽ vậy. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc, thầm nghĩ, xem ra không phải trùng hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn sao trời rộng lớn, trong mắt chợt sáng lên, bầu trời, ngôi sao vận mệnh. Trong mơ hồ, hắn đã có một phen cảm ngộ, cảm giác được một cổ lực lượng tồn tại trong trời đất không thể chạm tới. Đợi Dương Phàm đi rồi, trong ánh mắt thâm thúy cơ trí của Vũ Văn Hàm toát ra một tia phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm, hắn chỉ là quý nhân của ta thôi sao? Lại sẽ dẫn ta đến phương nào? Chia tay xong, nàng cảm giác gió có chút lạnh mới trở lại khuê phòng. Dù sao thân thể nàng rất suy yếu. Rời khuê phòng Vũ Văn Hàm, Dương Phàm một mình bước đi trong bóng đêm. Trải qua lần trị liệu cho Vũ Văn Hàm, kinh nghiệm cùng từng trải y đạo lại có tăng lên, càng thêm có nhận biết với thiên địa, với đại đạo. Vù. Vừa đi ngang một phiến đá bên dòng nước, phía trước chợt lóe lên một bóng người, cản hắn đi tới. Ngươi là ai? Dương Phàm nheo mắt lại, hắn tin chắc rằng mình chưa thấy qua người này. Lẽ nào hắn muốn ám sát mình? Chương 146, khách quý thần bí. Sắc mặt Dương Phàm không chút sợ hãi, khẽ nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào bóng đen xuất hiện trước mắt. Người mặc áo đen, đầu đội mặt nạ đen, chỉ lộ ra đôi mắt trong bóng đêm tản ra hàn quang thấu xương, như một con sói đói làm người ta run sợ. Người muốn mạng ngươi? Người áo đen che mặt lạnh lùng phun mấy chữ, thân người nhoáng lên chớp mắt liền tới trước mặt Dương Phàm, đánh ra một chưởng, kinh khí cường đại phá vỡ không khí đánh tới. Tốc độ linh mẫn như vậy, còn muốn cao hơn cả dòng luyện khí kỳ. Tiên thiên võ giả. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc. Thân hình khẽ động tránh né một kích sét đánh này. Người nọ thấy Dương Phàm hời hợt tránh thoát một kích của mình, thoáng có chút bất ngờ, thu hồi lòng khinh thị. Trên người tuôn ra một cổ khí thế càng cường đại hơn, quyền chưởng bay múa, lập tức diễn biến ra một mảnh hư ảnh, nương theo tiếng không khí bùng nổ, mơ hồ lóe ra hồng quang. Thực lực tiên thiên võ giả tuyệt đối không thể coi thường, coi như người tu tiên bị đánh trực diện hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Dương Phàm tiến vào hình thức toàn tri, nắm giữ tất cả khu vực xung quanh, bất cứ một tia gió thổi cỏ lay, bao gồm cả tim đập, hô hấp, ánh mắt, tốc độ máu chảy, thậm chí vận chuyển chân khí trong cơ thể địch nhân đều hiện rõ trong mắt. Dưới tình huống như vậy, hắn đã đứng ở thế bất bại. Chẳng qua Dương Phàm không có ý lập tức ra tay, hắn đứng tại chỗ, bước chân di động trong phạm vi nhỏ dễ dàng thích ý hoạt động gân cốt. Mỗi một lần dời bước nghiêng người, đều vừa đúng lúc chỉ kém tí xíu tránh thoát công kích của đối phương. Ầm ầm ầm. Tiên thiên võ giả áo đen công kích liên miên không ngừng, thế nhưng ngay cả góc áo của Dương Phàm cũng không chạm tới. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đánh ra lửa giận động tĩnh vô cùng lớn trong hư không lóe ra kình khí màu đỏ nhạt, mỗi một chưởng đủ để phá đá vỡ bia, bẻ gãy sắt thép. Nhưng mà hắn cũng càng đánh càng kinh hãi, trong lòng càng thêm lo lắng, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không chạm tới đối thủ gần trong gang tấc. Rốt cuộc đối phương là cao thủ trình độ nào? Người áo đen kinh hãi vỡ mặt, bắt đầu sinh ý thoái lui. Ngay lúc hét to một tiếng, hai tay đánh ra, biến ảo thành một đoàn sóng khí đỏ lửa ép xuống không gian trong phạm vi trăm trượng. Cùng lúc, hắn vọt người bay đi. Chạy đi đâu? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, đã sớm tính trước một bước phóng lên tránh thoát làn sóng khí đỏ lửa kia, vươn tay bắt lấy chân người áo đen này. Cút! Người áo đen hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân dùng sức muốn đá văng Dương Phàm ra. Chẳng qua chỉ khoảnh khắc sau, hắn kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy cả chân tê rần. Mất đi cảm giác, sau đó nặng nề rơi xuống. Ầm! Người áo đen rơi trên mặt đất té một cú thật nặng. Dương Phàm vỗ vỗ tay, bình thản nhìn hắn. Như cười như không nói, ngươi còn muốn chạy? Chạy nữa ta cắt chân của ngươi. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? À! Người áo đen vừa đứng lên nghe lời nạ liền kinh hãi không thôi, không dám nhúc nhích nữa. Chỉ cần không phải đầu đất là có thể biết rõ nam tử trước mắt tuyệt đối là tồn tại tầng thứ cao hơn mình. Nếu đối phương muốn giết mình quả thật dễ như trở bàn tay. Ngươi không nói. Nụ cười trên mặt Dương Phàm càng thêm sáng lạng. Đại nhân tha mạng. Người áo đen bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, không có ai phái ta tới, tiểu nhân, là tiểu nhân mắt chó không thấy được Thái Sơn dám hạ thủ với đại nhân ngài. Ồ, thật là như vậy. Dương Phàm nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Người áo đen gật đầu. Tốt lắm, ngươi cút đi. Dương Phàm vừa phất tay áo, vừa lúc đánh trúng ngực hắn. Một cổ lực đạo vô cùng lớn tuôn ra, thoáng cái đánh hắn bay mất. Vù vù, người bịt mặt áo đen hóa thành một điểm đen. Bị đánh bay lên bầu trời, bị dọa tới hồn phi phách tán, phát ra một tiếng tà thê lương thảm thiết. Bỏm. Một lúc lâu, xa xa truyền tới tiếng một vật rơi xuống nước. Đánh bay con ruồi này xong, khóe miệng dáng tươi cười tràn đầy ý cười, thì thầm, Yến Vương Phủ coi ta là người dễ chọc sao? Phái một người thực lực bất nhập lưu tới thử thực lực của ta. Trong mắt hắn chợt lóe lãnh mang, nếu như còn có chuyện như vậy, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dứt lời, hắn đi tới chỗ Trịnh Lão Tiên. Vừa đi được mấy chục bước, phía trước có một lão nhân vẻ mặt ôn hòa đi tới, khúm núm nói, Dương Dược Sư. Mời bên này, vương gia đã an bài chỗ ở cho ngài. À. Dương Phàm gật đầu, hỏi, ngươi đảm nhiệm chức gì ở Vương Phủ? Hồi bẩm Dược Sư, tiểu nhân chỉ là một tổng quản ở Vương Phủ không đáng nói, chỉ cầu cúc cung tận tụy vì Vương Phủ. Lão nhân khách khí nói. Chỉ là một tổng quản. Lão già này thật là đủ khiêm tốn mà. Có thể trở thành tổng quản Yến Vương Phủ to như vậy, lão là người bình thường sao, hơn phân nửa là tâm phúc Yến Vương. Được. Vậy lão dẫn đường đi. Dương Phàm đi theo hắn. Vừa đi hai bước, Dương Phàm dừng lại khó hiểu hỏi, lão dẫn ta đi chỗ nào? Sao ta lại cảm giác như đi về hướng chỗ nhị quận chúa ở? Theo lý thuyết, Yến Vương hẳn phải an bài hắn tới khu vực khách liêu mới đúng. Tổng quản cười nói, vương gia vì để tiện cho Dược Sư chữa bệnh cho nhị quận chúa, vì vậy an bài ngài ở Hàm Trà Cư, cũng là vùng núi bên bờ hồ nước chỗ nhị quận chúa. À. Dương Phàm gật đầu, cảnh trí chỗ đó cũng rất u tĩnh, chỉ là không cách nào giao lưu với các khách liêu Vương Phủ. Chờ bệnh tiểu thư an lành, Dược Sư ngài muốn ở nơi nào? Vương gia đều có thể an bài cho ngài. Đương nhiên, nếu ngài không muốn đổi. Tổng quản cười nói đùa luôn, khách khí tôn trọng Dương Phàm tới cực điểm. Trên thực tế, lão là tổng quản Yến Vương Phủ. Tay nắm quyền to, địa vị cực cao, một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử ngàn vạn người. Trong tình huống bình thường, đa số người trong Vương Phủ đều hết sức kính sợ lão. Thế nhưng vào lúc này, lão lại đưa ra thái độ tiếp đãi hòa nhã cẩn thận nhất, cung kính với Dương Phàm hoàn toàn không thua kém Yến Vương Vũ Văn Liệt. Dương Phàm thoáng suy tư, liền đáp, được. Như vậy cũng không tệ. Nếu như không phải có hứng thú với bệnh Vũ Văn tiểu thư, có thể Dương Mỗ đã sớm rời Vương Phủ rồi. Tổng quản vừa nghe lời này, trong lòng thở phào một hơi, đưa Dương Phàm đi tới hàm trà cư cạnh dòng nước yên tĩnh. Ở đây đã an bài tốt, mời dược sư. Tổng quản đưa Dương Phàm tới trước một lầu các tinh xảo, nơi đây đã sớm có nha hoàn người hầu phục vụ. Cho tất cả người hầu lui đi, lưu lại một người phụ trách cho ta điều khiển. Ánh mắt Dương Phàm đảo qua mấy người hầu nha hoàn, nhàn nhạt nói. Vâng. Trong mắt tổng quản hiện một tia dị sắc, dựa theo lời hắn yêu cầu cho lui tất cả người hầu, chỉ lưu lại cho Dương Phàm một người hầu lanh lợi. Các người cũng lui xuống đi, không có ta gọi thì không được tới gần phòng. Dương Phàm tiếp tục phân phó. Vâng. Tổng quản cùng người hầu cùng lui xuống. Dương Phàm đi tới phòng khách thuộc về mình, ngay cả đến cũng không chậm, trước tiên bố trí một tầng cấm chế quanh phòng, sau đó ngồi trên giường. Vốn theo thói quen trước kia, tiếp theo hắn sẽ bắt đầu khoanh chân tu luyện. Tuy nhiên Dương Phàm lại suy nghĩ, mà công đạt đến bình cảnh, khó có thể đột phá, U Minh Ma Diễm mới thành, cũng không phải có thể luyện ra hỏa hầu trong ngày một ngày hai. Độc thuật khô tịch thiên lý thoáng có chút thành tựu, nhưng mà như thế, nếu đi tới thế tục, vậy sao ta không hưởng thụ một chút, ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ đến đây, Dương Phàm vươn vai, tùy ý ngã lên giường. Sau đó ngủ khò khò. Đêm khuya, trong một đại điện Yến Vương Phủ. Bóng người cao lớn áo bào xanh hoa văn rộng tím, chắp tay đứng trên sàn nhà bạch ngọc trơn bóng, đưa lưng về phía người áo đen đang quỳ. Vương gia, tiểu nhân thất trách, người này thật sâu không thể lường, ta ngay cả góc áo hắn cũng không chạm tới được. Người áo đen thấp giọng xấu hổ nói. Ta đều thấy được. Vũ Văn Liệt chắp tay bước đi thong thả, thở dài một hơi, xoay người đối mặt với hắn. Người cuối cùng là võ giả tiên thiên giới thế tục, tu sĩ luận khí kỳ bình thường không phải là đối thủ của ngươi, trước đây ngươi cũng không phải chưa đánh giết người tu tiên. Lúc này, ngay cả hư thực đối phương cũng không thăm dò được. Đều do tiểu nhân vô năng. Người áo đen thấp giọng nói, không bằng vương gia ngài phái ra Tà Ảnh cùng Huyễn Vương tu vi cao nhất, không cần, bất cứ thành viên ám bộ nào trước khi có mệnh lệnh bản vương cũng không được dò xét người này. Lần này thử đã là thất lễ với khách quý, hắn cũng đã khẳng định rõ ràng. Nếu như lại ra tay, hậu quả không tưởng tượng nổi. Vâng, vương gia. Điểm này tiểu nhân đã rõ. Người áo đen vâng lời. Ngươi lui xuống đi, gọi Tà Ảnh và Huyễn Vương tới đây. Yến Vương phân phó. Vâng. Thân hình người áo đen chợt lóe, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất khỏi đại điện. Khi hắn nghe được vương gia muốn điều khiển Huyễn Vương cùng Tà Ảnh, thân người không khỏi rùng mình. Đều là thành viên ám bộ, hắn đương nhiên biết Tà Ảnh Huyễn Vương là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Tuy nói võ giả thế tục, tiên thiên là cao thủ đứng đầu, thế nhưng tiên thiên cũng chia thành sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, cùng với đại viên mãn. Hắn chỉ là võ giả tiên thiên sơ đẳng, còn Tà Ảnh Huyễn Vương ít nhất là cảnh giới tiên thiên cao đẳng, thực lực hai bên hơn kém đâu chỉ gấp đôi. Buổi trưa hôm sau, mặt trời treo cao chói chang. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên mắt Dương Phàm. Chậm rãi mở mắt ra, Dương Phàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đứng dậy thư giãn gân cốt một chút. Ngủ một giấc thật là tốt, cảm giác tu vi cũng tăng lên một phần. Dương Phàm mở cửa phòng, tâm tình cảm thấy khá tốt, đã lâu không có thả lỏng thoải mái ngủ một giấc như vậy. Vừa đi ra sân, người hầu nhạy cảm chạy tới trước người Dương Phàm, không người hỏi, đại nhân có yêu cầu phân phó gì không? Ngươi đi chuyển lời với nhị quận chúa một chút, bảo nàng ban ngày đi ra một ngoài một chút, buổi tối ta sẽ tới xem bệnh cho nàng. Dương Phàm phân phó. Dứt lời, chính hắn lại thản nhiên rời hàm trà cư. Đương nhiên, trong lúc này hắn cảm nhận được có người âm thầm nhìn trộm nhưng coi như không thấy. Đi một lát, hắn đi tới chỗ Trịnh Lão Tiên. Dương đại ca. Trịnh Vân Phi vừa thấy Dương Phàm, ánh mắt liền sáng lên vô cùng thân thiết nhào tới. Dương đại ca, y thuật của huynh thật là quá thần kỳ, mạnh hơn rất nhiều những dược sư Vương Phủ. Nghe nói huynh vừa ra tay, bệnh nhị quận chúa lập tức khỏi hơn phân nửa. Trịnh Vân Phi vô cùng mừng rỡ nói. Hiện giờ người trong Vương Phủ đều biết có khách quý thần bí tới. lấy y thuật vô thượng thần diệu giải cứu nhị quận chúa. Trịnh Vân Phi vẻ mặt tự hào hưng phấn nói. Khách quý thần bí. Y thuật thần diệu vô thượng. Dương Phàm không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc, tin tức này truyền ra cũng quá nhanh đi chứ. Chương 147, Hàng Viễn Sơn, ha ha. Y thuật của Dương Dược Sư quả không phải tầm thường, chỉ sợ 2 ngày sau, cả Kinh Đô đều sẽ biết danh tiếng của ngài. Đúng lúc này, Trịnh Lão Tiên cũng đi ra cười nói. Vang danh Kinh Đô. Trịnh Lão khoa trương quá. Dương Mỗ chẳng qua chữa trị cho một phàm nhân, làm sao đáng kể chứ? Dương Phàm thản nhiên nói. Ha ha. Điểm này Dương Dược Sư lại không rõ. Tuy rằng nhị quận chúa chỉ là một phàm nhân, thế nhưng bệnh của nàng lại thuộc kỳ chứng thế gian, độ khó có thể xếp vào hạng đầu ở Kinh Đô, ngay cả 3 đại thần y cũng không giải quyết được. Hiện giờ ngài bóc trần bệnh của nàng, lại dễ dàng trị liệu như vậy cùng đã đủ để cho ngài nổi danh y giới Kinh Đô trong thời gian ngắn rồi. Trịnh Lão Tiên cười giải thích. Thì ra là thế. Dương Phàm cũng hiểu được nguyên do trong đó, khôi phục bình tĩnh, lại chuyển đề tài. Trịnh Lão, hôm nay Lão có thời gian đi ra, không biết Tử Thanh Hào Mau Bút kia có thỏa mãn hay không? Hắn nhìn ra Trịnh Lão Tiên vừa thu phù bút đi ra khỏi phòng. Tử Thanh Hào Mau Bút thật danh bất hư truyền, lão phu vô cùng thỏa mãn. Phù bút cấp bậc này, sợ rằng chỉ có luyện phù sư ngưng thần kỳ mới có tư cách sở hữu. Trịnh Lão Tiên than thở, vẻ mặt còn sót vài phần kinh diễm, dường như còn trầm mê trong mị lực của Tử Thanh Hào Mau Bút. Đúng rồi, Dương Dược Sư, hiện giờ ngài có tính toán gì không? Nếu như ở lại Vương Phủ khẳng định sẽ được Vương gia trọng dụng. Đương nhiên, bằng bản lĩnh y thuật của ngài sợ rằng bất cứ một thế lực Kinh Đô nào cũng không dám từ chối ngài ngoài cửa. Trịnh Lão Tiên hiếu kỳ hỏi. Điều này, Dương Mỗ cũng chưa thật sự quyết định, hiện giờ xem ra Yến Vương Phủ này cũng là một tuyển chọn không tệ. Dương Phàm nhàn nhạt nói, đưa ra một đáp án không xác định. Lão phu thật hết sức hy vọng Dương Dược Sư có thể ở lại Vương Phủ, như vậy ngày sau chúng ta cùng có thể chiếu cố lẫn nhau. Ánh mắt Trịnh Lão Tiên thành khẩn. Ta sẽ cân nhắc. Dương Phàm gật đầu, lại nói với Trịnh Vân Phi, để theo ta đi ra ngoài dạo nào. Đi ra ngoài dạo? Trịnh Vân Phi ngẩn ra, lẽ nào Dương đại ca muốn rời Vương Phủ, nhưng bệnh của nhị quận chúa thì sao? Điều này trong lòng ta tự biết, đệ chỉ cần dẫn đường là được rồi. Dương Phàm hết sức bình thản nói. Vân Nhi, con nghe theo lời Dương Dược Sư nói dẫn ngài đi dạo quanh Kinh Đô. Bắt đầu từ hôm nay, mệnh lệnh của ngài ấy là mệnh lệnh của gia gia. Con phải vâng lời. Trịnh Lão Tiên nghiêm khắc nói. Vâng, gia gia. Trịnh Vân Phi không dám cãi lời, ngoan ngoãn dẫn Dương Phàm đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cầu kiều không xa, phía trước liền có một bóng ảnh tú lệ chạy đến, thì ra là tiểu quận chúa Vương Phủ. Dương Dược Sư, Trịnh Vân Phi, các người muốn đi đâu? Tiểu quận chúa nhảy nhót đi tới. Phiền phúc tới rồi. Trong lòng Trịnh Vân Phi âm thầm kêu khổ, kiên trì nói, ta dẫn Dương Dược Sư đi dạo quanh thành đô, huynh ấy vừa đến Kinh Đô không lâu không quen nơi này. À, thì ra là thế. Tiểu quận chúa gật đầu, bỗng nhiên nhảy lên chỉ vào Dương Phàm thở hồng hộc nói, ngươi mặc kệ bệnh nhị tỷ ta, bản thân mình lại chạy ra ngoài đi dạo, ngươi có chút y đức nào hay không? Tiểu quận chúa tức giận không thôi, vươn tay chỉ Dương Phàm, bộ dáng như muốn ăn tươi hắn. Bình tĩnh. Dương Phàm lại bình thản nói, bệnh nhị tỷ cô, trong lòng ta đã có tính toán, tối nay lại trị liệu cho nàng. Tiểu quận chúa bị hai chữ bình tĩnh dọa tới mặt trắng bệch, cũng không nghe rõ nửa câu sau, vội vàng nói, đúng đúng. Dương Dược Sư khẳng định không phải loại người như vậy. Nàng còn nhớ rất rõ ràng tình cảnh ngày hôm qua. Dương Phàm vung tay lên đánh bay hộ vệ Vương Phủ. Trước đó, Dương Phàm cũng nói, bình tĩnh, kết quả hộ vệ kia không cẩn thận cắt vỡ làn da hắn, cuối cùng rơi xuống kết cục đáng sợ. Nếu như mình không bình tĩnh, vậy kết quả sẽ là... Tiểu quận chúa ngẫm lại liền sợ hãi không thôi. Được. Chúng ta phải đi rồi. Dương Phàm nói với Trịnh Vân Phi. Ta có thể đi cùng các người được không? Tiểu quận chúa yếu ớt hỏi, vẻ mặt thật chờ mong. Cô cũng muốn đi. Ánh mắt Dương Phàm cùng Trịnh Vân Phi nhìn thẳng vào mặt nàng, vẻ mặt đều cổ quái. Đúng vậy. Từ nhỏ ta lớn lên ở Kinh Đô, chỗ nào thú vị, phong cảnh chỗ nào đẹp ta đều biết rõ nhất. Tiểu quận chúa thề thốt. Dương Phàm liếc nhìn nàng. Không quan tâm, tùy tiện. Yahoo, tiểu quận chúa mừng rỡ phát cuồng, vội vàng chạy theo nói, để cho ta dẫn Dương Dược Sư đi dạo Kinh Đô như vậy phụ thân sẽ không phản đối ta đi ra ngoài nữa. Dương Phàm cùng Trịnh Vân Phi cứng nhắc, hóa ra tiểu quận chúa đang đánh chủ ý này. Cũng may, Dương Phàm căn bản không thèm để ý tới. Kết quả ba người liền ngông nghênh đi ra ngoài Yến Vương Phủ. Cùng lúc này, thư phòng Yến Vương. Vù. Một bóng người trống rỗng hiện ra. Báo. Tiểu quận chúa theo Dương Dược Sư rời Yến Vương Phủ. Đi theo còn có tôn tử của Trịnh Lão Tiên. Bọn họ rời khỏi Vương Phủ. Yến Vương Vũ Văn Liệt lập tức đứng dậy, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu. Nói, phái người âm thầm bảo hộ, chú ý an toàn của bọn họ. Đồng thời còn phải lưu ý, đừng cho bọn họ rời khỏi phạm vi Kinh Đô. Một khi bọn họ có ý đồ như vậy, lập tức báo lên. Rõ. Bóng ảnh kia vù một tiếng, biến mất khỏi thư phòng Yến Vương. Ba người ngông nghênh đi ra Yến Vương Phủ, kết quả thông suốt không trở ngại, cũng không có ai ngăn cản. Gia thật là tốt quá, ta tự do rồi. Tiểu quận chúa nhảy nhót hoan hô. Dương Phàm cũng khẽ nhíu mày, hắn đã cảm ứng được người Vương Phủ âm thầm phái tới giám sát. Tiểu quận chúa vừa thấy thần sắc Dương Phàm như vậy, cho rằng mình quá đáng, lập tức thu liễm đi nhiều, làm xấu thè lưỡi với Trịnh Vân Phi. Bước đi một lát. Tiểu quận chúa đã không nhịn được hỏi, Dương Dược Sư. Huynh muốn đi nơi nào, ta đều có thể dẫn huynh đi được. Dù là huynh muốn đi hoàng cung ta cũng có thể cho ngươi đi vào. Hàng Viễn Sơn. Dương Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Vốn hắn còn tính toán tốn một ít thời gian, tùy tiện dạo quanh Kinh Đô, càng thêm hiểu biết tình huống thế giới người phàm. Chẳng qua Hàng Viễn Sơn là nơi hắn ước hẹn với Vân Vũ Tịch, hiện giờ hết sức hiếu kỳ. Có thể là nàng cũng đã sớm đến Kinh Đô. Dương Phàm nghĩ như thế. Hàng Viễn Sơn. Tốt lắm, đó là thánh địa Phật gia thần bí nhất Kinh Đô, ngay cả đương kim thánh thượng hoàng huynh ta năm ngoái cũng đến đó kính hiến nhang đèn nữa. Tiểu quận chúa ríu rít nói. Kết quả là kế hoạch của Dương Phàm xảy ra thay đổi nho nhỏ, sớm đến Hàng Viễn Sơn Kinh Đô. Tìm một chiếc xe ngựa, ba người ngồi lên xuất phát đi Hàng Viễn Sơn. Bởi Hàng Viễn Sơn ở trong phạm vi ngoại thành Kinh Đô, xe ngựa phải đi 2 canh giờ mới tới nơi. Lẽ nào bọn họ muốn rời khỏi Kinh Đô, nhanh báo lên vương gia? Lập tức có người âm thầm truyền lại tin tức, bằng tốc độ khó tin truyền tới Yến Vương Phủ. Tiếp tục giám sát. Yến Vương Vũ Văn Liệt có chút đứng ngồi không yên, thì thào, như vậy không đúng, nếu hắn cảm thấy hứng thú với Hàm Nhi, thì lựa chọn lưu lại Vương Phủ một thời gian. Không nên rời Kinh Đô nhanh như vậy chứ. Một lát sau lại truyền đến tin báo, bọn họ đi tới Hàng Viễn Sơn. Hàng Viễn Sơn. Thánh địa Phật gia. Hắn đi nơi đó làm gì? Vũ Văn Liệt càng nghĩ càng thấy cổ quái, nhưng lại thở nhẹ một hơi. Dương Phàm chỉ đi chiêm ngưỡng thánh địa Phật gia, cũng không có dự định rời khỏi Kinh Đô. Lúc đi đến gần Hàng Viễn Sơn, tốc độ xe ngựa liền chậm lại rất nhiều. Dương Phàm cảm thấy thật kỳ quái. Người đánh xe liền giải thích, nơi này là đất lành Phật gia, ta là phàm phu tục tử, vì tôn kính nên giảm tốc độ vài phần. Thì ra là thế. Trong lòng Dương Phàm thất kinh, không nghĩ tới Phật gia trong mắt dân chúng thế gian lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Theo hắn biết, thế lực Phật gia ở Ngư Dương quốc không tính là cường hãn, so ra kém hai đạo chánh ma, rất ít tham dự vào tranh đấu thế tục. Nhưng theo tình cảnh hôm nay xem ra, lực ảnh hưởng Phật gia trên giới thế tục lại rất lớn, ngay cả đương kim thánh thượng cũng tới Hàng Viễn Sơn kính hiến nhang đèn, tối thiểu ở trong phạm vi Kinh Đô là như vậy. Đúng lúc này, Dương Phàm đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang du dương tường hòa, nhộn nhạo giữa dãy núi tầng mây, bốn phương tám hướng truyền đến một cổ dao động thần bí. Các người có nghe được tiếng chuông vang không? Dương Phàm tùy ý hỏi. Có tiếng chuông gì? Trịnh Vân Phi có vẻ khó hiểu hỏi, tiểu quận chúa cũng nghi hoặc, Thanh Viễn Tự ở sâu trong Hàng Viễn Sơn, còn cách nơi này rất xa. Huống hồ hiện giờ cũng không phải lúc chùa miếu gõ chuông mà. Có thể là ảo giác của ta. Dương Phàm cười nói. Xe ngựa đi theo đường núi, đi vào chỗ sâu trong Hàng Viễn Sơn. Trong quá trình này, Dương Phàm vẫn luôn nghe được tiếng chuông vang du dương tường hòa, càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Điều này thật là cổ quái. Trong lòng Dương Phàm thật khó hiểu, nhưng ngay lúc này, cửu u ma khí trong cơ thể hắn mơ hồ có chút nóng nảy, dường như sinh ra một cảm giác chán ghét. Cửu u ma khí. Đất lành Phật gia. Khí điềm lành. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhanh chóng thông suốt nguyên nhân trong đó. Hiện giờ đúng là không phải lúc chùa miếu gõ chuông tụng kinh, cho dù là có thì cũng không truyền xa như vậy. Tiếng chuông vang kia hẳn đại biểu cho một loại lực lượng vô hình, cũng là khí điềm lành bao phủ cả Thanh Viễn Tự cùng với Hàng Viễn Sơn. Sở dĩ Dương Phàm có thể cảm nhận được cổ lực lượng này, có thể là bởi cảnh giới hắn khá cao, lại có thể là bởi cửu u ma khí trong cơ thể có một loại nhạy cảm đối địch với lực lượng Phật gia. Khí ma đạo cùng khí điềm lành vốn là đối thủ một mất một còn, khắc chế lẫn nhau. Trên một trình độ nhất định, Phật gia có một loại khắc chế rất mạnh với ma đạo. Theo xe ngựa đi tới, tiếng chuông nhộn nhạo trong đầu Dương Phàm ngày càng mạnh mẽ rõ ràng, làm cho hắn hết sức chán ghét. Hàng Viễn Sơn. Vì sao trước kia lại lựa chọn ước hẹn ở nơi này? Trong lòng Dương Phàm thầm than, hắn rõ ràng, trong người mình mang ma công tới vùng đất lành Phật gia này, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cũng may hắn cực kỳ tự tin vào hiệu quả ẩn nấp của Tiên Hồng Quyết, dù là mình giao tiếp với Phật tử tương đối hiếm thấy, đối phương cũng khó mà cảm nhận được khí tức ma đạo trong người mình. Thanh Viễn Tự, tới rồi, tới rồi. Tiểu quận chúa kinh hô. Rất nhanh, ba người đều xuống xe ngựa, phải dùng sức đôi chân lên núi. Thật nhiều người. Dương Phàm vừa xuống xe, liền phát hiện có vô số người tới Hàng Viễn Sơn. Trong đó đa số là bách tính bình dân cùng đại quan quý nhân, thậm chí người tu tiên cũng có. Người trước là tới cúng viếng nhang đèn, mục đích người sau thì không thể suy đoán được. Hai chân đạp trên mặt đất lành Phật gia Hàng Viễn Sơn, cả người Dương Phàm đều không được tự nhiên. Khí điềm lành vừa nhập thể, cửu u ma khí trong cơ thể liền sao động một trận, giống như nhào ra cắn xé. Dương Phàm ngẩng đầu ngưng mắt nhìn miếu thờ trên đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được một cổ ánh sáng tường hòa bao phủ trên tầng mây bầu trời, giống như một màn ánh sáng thủ hộ. Đi lên thôi. Dương Phàm nhấc chân bước đi, U Minh Ma Diễm tiềm tàng sâu trong đan điện bỗng phát sinh một trận rung rẩy, phát ra một cổ dao động mờ mịt theo bước chân hắn phiêu đảng trong thiên địa. Cùng lúc đó, trong một tòa miếu thờ ở thánh địa Phật gia Thanh Viễn Tự, một tiếng răng rắc, một tòa pho tượng Phật tổ vàng kim trông rất sống động, đột nhiên khi không vỡ nát. Chương 148, Niêm Ngọc Quang Âm. Tòa tượng Phật vàng kim trông thật sống động nổ tung, tứ phân ngũ liệt, những đống đá vụn này làm cho không ít mạng nhện trong miếu thờ tung lên. Bong bong. Tượng Phật vừa nổ tung trong nháy mắt, một tiếng chuông vang gấp gáp truyền khắp cả khu vực Thanh Viễn Tự. Xảy ra chuyện gì? Không ít các tăng nhân khoanh chân tụng kinh bị tiếng chuông cảnh báo làm giật mình, lộ ra vẻ kinh hãi, hết sức bất an nhìn về phía một hướng trong Thanh Viễn Tự. Không hay, thánh tượng bị hủy rồi. Ma đạo xâm nhập. Toàn tự đề phòng, có ma đạo xâm nhập. Ma đạo xâm nhập. Ma đạo xâm nhập. Chúng Phật tu Thanh Viễn Tự đều hoảng loạn. Vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc tập kết ở các nơi trong chùa miếu cùng bảo vệ các vùng chùa miếu yếu hại. Lúc này, Dương Phàm đang bước đi dưới chân núi, ven đường là một mảnh cây to, tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đều giống như chim non thoát khỏi lồng vui mừng nhảy nhót đùa giỡn. Hả? Dương Phàm đột nhiên phát hiện dị trạng trên Thanh Viễn Tự, hiếp mắt nhìn lại. Trên núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều tăng nhân, thần tình nghiêm túc, nghiêm trận chờ đợi. Những tăng nhân này không phải người thường, trên người có một cổ khí tức đặc thù, đa số tương đương với tu sĩ cấp bậc luyện khí kỳ. Phật tu. Khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch lên, ngay từ lúc đi tới Hàng Viễn Sơn, cửu u ma khí sao động một trận làm cho hắn cũng sinh lòng chán ghét với nơi này. Phật tu đối với tu sĩ tu luyện ma công tuyệt thế như hắn mà nói là đại địch sinh tử, không phải người chết thì là ta mất mạng. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy được Thanh Viễn Tự biến hóa khác thường, có khả năng liên quan đến U Minh Ma Diễm biến hóa trong cơ thể mình. Giờ phút này, khí tường hòa bao phủ trên Hàng Viễn Sơn đã bị một cổ khí tức không hài hòa đánh vỡ, trở nên hỗn loạn khó nói. Hắc hắc. Dương Phàm cười trộm, bên ngoài lại bất động thanh sắc đi lên đỉnh núi lễ Phật. ma nghiệt phương nào dám nhiễu an bình thanh viễn tự ta. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm, vô cùng nghiêm nghị truyền ra khắp cả Hàng Viễn Sơn. Đông. Một mảnh Phật quang vàng kim nhàn nhạt kéo từ xa tới, nhóm cả nửa bầu trời không thành một màu vàng kim giống như vô bờ vô bến, làm cho người ta ngưỡng mộ mong chờ. Chẳng qua kỳ quái là người phàm trên núi vẫn bái Phật thắp hương như thường, coi như không nghe thấy tiếng nói này, cũng không thấy cảnh tượng trên bầu trời cao. Ô! Đóa mây trên trời! Trịnh Vân Phi kỳ quái nhìn bầu trời. Xoa xoa mắt. Bầu trời! Tiểu quận chúa ngẩng đầu, thở hổn hển nói, không có gì cả mà. Có thể là ta thấy ảo giác thôi. Trịnh Vân Phi vẻ mặt mờ mịt. Vò vò đầu hết sức khó hiểu. Lẩm bẩm, rõ ràng ta thấy đám mây kia có một tầng kim quang, sao lại không thấy nữa? Xì. Tiểu quận chúa nhấc tay gõ hắn một cái, hừ một tiếng nói, ngốc đầu ngốc não, thần kinh đần độn, đi trước dẫn đường cho ta. Trịnh Vân Phi cũng cười khổ, lắc đầu không biết giải thích thế nào. Hắn rõ ràng cảm quan của người tu tiên vượt xa người phàm. Một ít sự vật người phàm không thấy, người tu tiên lại có thể cảm thấy được. Cảnh tượng vừa rồi, hắn tin chắc không phải ảo giác. Có lẽ là cảnh giới ta còn kém. Trịnh Vân Phi nghĩ đến đây, ánh mắt chuyển sang Dương Phàm, phát hiện đối phương lại không có vẻ mặt gì lạ. Trên thực tế, lúc này Dương Phàm cực kỳ khó chịu, khi tiếng nói uy nghiêm trang trọng kia vang lên, một cổ áp lực vô danh ép hắn không thở nổi, cửu u ma khí cùng u minh ma diễm trong cơ thể cũng đều thành thật xuống. Dương Phàm đã sớm vận chuyển Khô Mộc Công tới cực hạn, ẩn nấp ma công không lộ ra một tia dấu vết. Không chỉ như thế, trên người hắn đã nhộn nhạo một cổ khí tức thân thiết với tự nhiên, hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh mình. Dương Phàm phát hiện lực lượng Tiên Hồng Quyết còn có thể dung hòa một chỗ tới khí tượng hòa Phật gia, tuy hai mà một. Dưới tình huống như vậy, hắn càng giống như một tu sĩ tu luyện đại pháp chánh đạo, thậm chí còn tiếp cận công pháp Phật gia bao dung thanh tĩnh. Không lâu sau khi tiếng nói kia vang lên, Dương Phàm mơ hồ cảm thấy được có một cổ thần thức quét qua bên người mình. Cảnh giới thần thức kia vượt xa hắn, thế nhưng lúc này Dương Phàm đang ở trong hình thức toàn tri dung hòa với cảnh giới tự nhiên, nên có thể cảm giác được sự tồn tại của cổ thần thức này. May mắn thần thức kia chỉ hơi dừng một chút trên người hắn, nhắn gửi một cổ khí tức thân mật, sau đó lập tức rời đi quét những khu vực khác. Một lúc lâu sau, quần sáng vàng kim trên đám mây bầu trời mới biến mất, một cổ khí tức tường hòa lại tràn ngập nơi đất lành Phật gia. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, yên tĩnh. Toàn bộ lui về. Soạt, một tiếng, vốn chúng Phật tu dàn trận sẵn sàng liền lập tức thối lui. Đến khi tất cả kết thúc, Dương Phàm mới thở nhẹ ra một hơi, bắt đầu nghiêm khắc khống chế cửu u ma khí cùng u minh ma diễm trong cơ thể, không để cho chúng có một tia dị động. Cũng may bất luận là cửu u ma khí ha u minh ma diễm đều nằm trong sự khống chế tuyệt đối của Dương Phàm. Chúng nó dường như cũng có chút linh tính, từ đó luôn thành thật một mảnh yên tĩnh. Sao ta lại cảm giác như vừa xảy ra chuyện gì đó? Tiểu quận chúa nhìn vùng đất lành Phật gia yên lặng tường hòa, vẻ mặt mê hoặc nói. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Trịnh Vân Phi gật đầu, sau đó lại hỏi Dương Phàm, Dương đại ca, huynh có phát hiện gì không? Hắn biết cảnh giới Dương Phàm cao hơn mình. Có. Dương Phàm đáp. Huynh có phát hiện gì? Ánh mắt tiểu quận chúa sáng ngời, Dương Dược Sư quả nhiên không phải người thường mà. Ánh mắt hai người đều dừng trên mặt Dương Phàm vô cùng chờ mong, vừa rồi bọn họ đều cảm thấy có chút không đúng. Ta phát hiện cảnh sắc nơi này thật không tệ. Yên tĩnh, hài hòa, an tường, các người nghĩ sao? Dương Phàm tỏ vẻ si mê nhìn phong cảnh trên Hàng Viễn Sơn. Trời à! Trịnh Vân Phi cùng tiểu quận chúa hai mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu thật mạnh, có vẻ đuối sức uể oải. Được rồi. Các người đi nhanh một chút, ta muốn chiêm ngưỡng thánh địa Phật gia Thanh Viễn tự này. Dương Phàm có vẻ chờ mong nói, sau đó dẫn đầu tăng tốc bước đi, cũng không quản hai người có theo kịp hay không. Nè! Chờ một chút! Tiểu quận chúa vội vàng tăng tốc chạy theo, thiếu chút nữa sẽ không đuổi kịp. Ngươi, cõng ta đi! Tiểu quận chúa kéo lấy Trịnh Vân Phi tức hô hô nói. Vì sao là ta chứ? Trịnh Vân Phi chỉ còn cách theo nàng yêu cầu, ngồi thấp xuống, đưa lưng cõng tiểu quận chúa tinh linh cổ quái này đuổi theo Dương Phàm. Trong lòng Dương Phàm cười trộm. Bước đi nhanh về phía trước, hơi thở thật sâu vô cùng dễ dàng như tản bộ giữa sân, nhưng Trịnh Vân Phi phía sau lại rất phiền muộn. Liên tục chạy hơn 10 dặm, trên lưng còn cõng một người, gà con luyện khí sơ kỳ như hắn thật có chút quá sức. Đến nơi rồi. Dương Phàm như cười như không liếc nhìn hắn, đột nhiên dừng lại. Ôi, da! Thân thể bỗng nhiên dừng lại, Trịnh Vân Phi nghiêng người về trước, còn tiểu quận chúa trên lưng hắn lại không chịu được quán tính ngã về phía trước, lực kéo không nhỏ phát thông. Bi kịch lại xảy ra, hai người nhào xuống mặt đất. Tiểu quận chúa đè lên người Trịnh Vân Phi ép hắn ngã gục. Lập tức, người thắp hương bái Phật xung quanh đều dùng ánh mắt dị dạng nhìn hai người. Đần độn, đều tại ngươi đó. Tiểu quận chúa cực kỳ buồn bực cảm nhận được ánh mắt xung quanh, mặt nhỏ liền đỏ lên, hung hăng đá hắn mấy cái. Ngao ngao. Trịnh Vân Phi lại phát ra mấy tiếng kêu thảm. Tiểu quận chúa còn chưa hết giận chuẩn bị động chân tay tiếp. Bình tĩnh. Dương Phàm bình thản nói, nơi này là đất lành Phật gia. À. Phải phải. Tiểu quận chúa rùng mình một cái, vội vàng thu tay, buông tha Trịnh Vân Phi. Không hổ là đất lành Phật gia. Dương Phàm dùng ánh mắt kỳ dị quét nhìn chùa miếu cùng tượng Phật hùng vĩ cao to trước mắt, giống như thấy được sự vật không bình thường. Trong tầm mắt của hắn, Thanh Viễn tự bao phủ trong một tầng khí điềm lành vô hình mơ hồ có thể thấy được Phật quang. Ngoài ra, tiếng chuông xa xưa vang bên tai không dứt trấn an linh hồn mọi người, thậm chí có công hiệu ngưng thần tĩnh tâm. Đây là Phật. Trong lòng Dương Phàm liền nhiều thêm các loại cảm ngộ công pháp Phật gia cùng ma đạo lại có ý cảnh tuyệt đối ngược nhau. Nếu như nghịch chuyển Phật đạo đó chính là ma. Ngược lại, vứt bỏ ma đạo quay đầu là bờ. Đó chính là Phật. Hi hi. Không bằng chúng ta đi thắp hương bái Phật đi. Tiểu quận chúa nói với Dương Phàm. Được. Dương Phàm gật đầu. Rồi lại bỏ thêm một câu, các ngươi thắp hương, ta ở bên cạnh xem. Bảo hắn quỳ lạy các thánh tượng Phật gia này, vậy thì không có khả năng. Hừ. Tiểu quận chúa cong môi kéo Trịnh Vân Phi đi tới chùa miếu. Dương Phàm không để ý, cùng không có dự định theo hai người, ở trong Thanh Viễn tự dạo chơi không mục đích. Hàng Viễn Sơn này chính là nơi ta ước hẹn với Vân Vũ Tịch, không biết đến lúc đó ta sẽ gặp nạn ở nơi nào. Dương Phàm buông thần thức ra, bắt đầu quan sát các cảnh quan Thanh Viễn tự. Trên thực tế, chùa miếu cũng không có gì để xem, chỉ đơn giản là một ít tượng Phật cùng tăng nhân. Ta đi xem những người phàm thắp hương thế nào. Trong lòng Dương Phàm khẽ động, đi tới một tòa chùa miếu gần đó. Tòa chùa miếu này rất lớn, bên trong có một bức tượng cô gái tướng mạo đoan trang hiền hòa, chân đạp đài sen. Từng sợi tóc phiêu dật giữa hư không, tay đỡ bình bạch ngọc, mỉm cười thản nhiên, tạo ra một vẻ đẹp thần bí ẩn hiện. Dương Phàm mắt nhìn tượng nữ thần Phật này, lộ ra vẻ kinh ngạc hiếu kỳ hỏi tăng nhân bên cạnh, bức tượng Phật này là người nào lại là một cô gái? Thật là hiếm thấy mà. Tăng nhân kia nghe lời này, nào nào, chợt giận dữ nói, ngươi là phàm phu tục tử. Dám vũ nhục thánh Phật, đây là Phật gia Đại Từ Đại Bi Niêm Ngọc Quang Âm. Đại Từ Đại Bi Niêm Ngọc Quang Âm. Xin lỗi, ta tới ngắm phong cảnh không phải tín đồ Phật gia. Dương Phàm không thèm để ý nói, sau đó bình thản nhìn những người phàm thắp hương bái Phật. Ngươi. Tăng nhân giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Đối phương không phải tín đồ Phật gia, hắn cũng không có biện pháp làm gì Dương Phàm. Cầu Đại Từ Đại Bi Niêm Ngọc Quan Âm, bảo hộ con ta một tiếng bình an, thi trúng trạng nguyên lấy một người vợ tốt cầu một tiếng bình an. Một người phụ nữ vô cùng thành kính quỳ lạy trước tượng Phật. Phát ra kính nể cùng kính ngưỡng từ trong nội tâm, một tay cắm nhang đèn lên thần đàn. Nhang đèn thiêu đốt từng chút, còn người phụ nữ thành kính cầu khẩn. Từng sợi dao động tinh thần cực nhỏ cực yếu trên người nàng bắt đầu khởi động, theo nhang đèn biến mất không biết đi đến nơi nào. Thật kỳ quái. Dương Phàm quan sát một lúc lâu, kinh dị khó mà tin nổi. Từng sợi lực lượng tinh thần cực nhỏ, tuy vô cùng nhỏ yếu, nhưng nếu tụ tập hàng triệu hàng tỷ lực lượng như vậy, nó sẽ là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Trong đầu Dương Phàm hiện lên một tia ý niệm kỳ dị. Chương 149, xúc phạm thần linh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Phàm quét bốn phía, cuối cùng nhìn tới cửa miếu. Nơi đó có một lão ăn mày nằm dài dưới đất quần áo rách nát. Tốt, chính là ngươi rồi. Ánh mắt Dương Phàm sáng lên liền quyết định chủ ý, các vị đại nhân xin thương xót, ban cho tiểu nhân mấy đồng tiền. Cảm tạ ân đức. Lão ăn mày nằm dài dưới đất, nâng một cái chén sắt mẻ cầu khẩn người đi qua lại. Người đi ngang qua thỉnh thoảng có người sẽ ném cho hắn mấy văn tiền. Lão ăn mày này tuy ăn mặc trách nát, vẻ mặt dơ bẩn, tóc tai bù xù bẩn thỉu, thế nhưng mỗi khi có đồng tiền rơi vào trong chén sắt, con mắt hắn đều trộm cười gian một tiếng. Đang đang. Đột nhiên, một khối bạc lớn rơi xuống, làm chén sắt trong tay hắn cũng lật nhào. Bạc. Một khối bạc thật to. Lão ăn mày kích động không thôi. Mắt gian sáng ngời cực điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại khối bạc to lớn này. Một khối bạc lớn như thế cũng đủ cho hắn tiêu sái qua mùa đông, làm sao không hưng phấn được. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Lão ăn mày vội vàng vươn tay nhặt lấy khối bạc lớn kia. Nhưng đúng lúc này, một nam tử thanh niên vươn tay lấy đi khối bạc khỏi tay hắn. À! Bạc của ta! Lão ăn mày muốn nổi điên, chuyển mắt nhìn người thanh niên nọ. Ngươi muốn khối bạc này sao? Dương Phàm cười dài nói, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi 10 khối nữa. Quả nhiên trên trời không có rơi cái bánh mà. Lão ăn mày thở dài một hơi, thoáng cảnh giác nói, ngươi muốn ta làm gì? Yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện nguy hiểm, nhưng cần phải có da mặt dày. Dương Phàm thông thả nói. Da mặt dày? Lão ăn mày vỗ ngực thề thốt, đại nhân yên tâm, đây chính là ưu điểm sở trường của ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, ngươi đưa lỗ tai tới đây. Dương Phàm cảm thấy buồn cười, da mặt dày lại là ưu điểm của hắn. Cúi đầu tới bên tai lão ăn mày nói nhỏ vài câu. Này, đơn giản như vậy? Lão ăn mày nghe xong, có chút khó tin. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, nhưng ngươi phải dựa theo lời ta nói mà làm, chỉ cần hoàn thành viên mãn là được. Được. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Lão ăn mày gật đầu tiếp nhận khối bạc lớn Dương Phàm đưa cho, nghênh ngang đi vào trong chùa miếu. Dương Phàm chậm rì rì đi theo sau hắn. Đứng lại. Đứng lại. Rất nhanh liền có hòa thượng ngăn cản hắn lại. Đất lành Phật gia, người tạp vụ nhanh nhanh rời đi, tránh cho ô nhiễm miếu thờ thần thánh. Phi phi phi. Lão ăn mà phẫn nộ, ngươi dám kỳ thị ta. Phật gia chú ý phổ độ chúng sinh. Người bình đẳng, lẽ nào ăn mày không thể vào chùa miếu, không thể làm tín đồ đạo Phật? Các vị hương thân phụ lão tới đây phân xử công bằng cho ta đi. Lão ăn mày kêu gào. Chỉ một lát, rất nhiều người liền súng lại nhưng đều đồng ý cách nói của lão ăn mày. Tiểu hòa thượng, để cho lão ta vào đi, ai nói ăn mày sẽ không thể bái Phật? Có người khuyên bảo. Thế nhưng, hòa thượng liền do dự. Lão ăn mày liền nói, ngươi sợ lão tử không có tiền mua nhang đèn? Ngươi mở mắt chó mà xem đây là cái gì? Lão ăn mày mở bàn tay ra, lộ một khối bạc to vô cùng. Một khối bạc thật là lớn. Người xung quanh đều kinh hô một tiếng. Nhìn rõ chưa, đây là cái gì? Mở mắt chó của ngươi ra mà xem. Lão ăn mày đắc ý vênh váo, bộ dạng giống như giàu mới nổi. Đây. Hòa thượng kia mặt dại ra, lập tức hết chỗ nói. Đây là thế đạo gì chứ? Ngay cả ăn mày cũng có tiền hơn cả mình. Hừ. Mắt chó thấy người thấp. Lão ăn mày nghênh ngang đi vào trong miếu thờ. Hòa thượng kia thở dài một hơi, trong lòng đang cân nhắc xem mình có nên đi làm ăn mày hay không. Lão ăn mày đi vào trong miếu thờ, thoáng trải qua một phen sóng gió, mua một ít nhang nến, sau đó theo Dương Phàm ra hiệu đi tới miếu thờ tượng Phật Niêm Ngọc Quang Âm. Phía trước tượng Phật có hai hàng người xếp dài. Trước hương án có hai bồ đoàn, có thể cho hai người đồng thời quỳ bái. Lão ăn mày xếp hàng đi bái Phật, điều này làm cho dân chúng xung quanh đều kinh ngạc không thôi. Ăn mày cũng có thể đi bái Phật thắp hương. Hòa thượng trước hương án liếc nhìn lão ăn mày, thấy trong tay hắn cũng có nhang đèn, cũng không nói gì thêm. Không bao lâu sau liền tới phiên lão ăn mày. Phốc thông. Lão ăn mày vẻ mặt bi thảm khổ sở thắp nhang đèn khóc nói, đại bi đại từ Niêm Ngọc Quan Âm xin phù hộ ta ấm no không lo. Ô. Mọi người thấy tình cảnh này, tuy rằng cảm giác thật cổ quái nhưng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Trong lòng Dương Phàm cười thầm. Đừng nhìn lão ăn mày nà khóc to như vậy, trên thực tế hắn không có bất kỳ thành ý gì, ý nghĩ duy nhất là sau khi xong xuôi, tới chỗ Dương Phàm lấy được bạc. Đốt xong nhang đèn, Dương Phàm tỉ mỉ cảm giác. Phát hiện tuy rằng lão ăn mày đã quỳ lạy nhưng nhang đèn này không hề có dị thường, không có lực lượng tinh thần cực nhỏ lúc trước. Quả nhiên. Dương Phàm âm thầm gật đầu, không khác gì như mình đã nghĩ. Người không có thành ý, bất luận quỳ bái thế nào cũng sẽ không sinh ra lực lượng tinh thần thần bí kia. Ghê tởm. Đột nhiên, lão ăn mày nổi điên lên, ta đối với ngươi thành kính sùng kính như vậy. Vì sao ngươi còn để cho ta đói bụng? Ngươi làm sao trả lại nhang đèn ta cúng cho ngươi? Cả người hắn run lên, vươn tay chỉ vào tượng Phật Niêm Ngọc Quang Âm đoan trang ôn nhu, tức giận mắng. Dựa theo ước định với Dương Phàm trước đó, những lời hắn mắng đều phát ra từ nội tâm, moi hết bất mãn trong lòng đều mắng ra, ngược lại. Hắn sẽ không được bạc. Xú bà nương. Lão ăn mày phun nước bọt về phía tượng Phật. Ở trong quá trình này, Dương Phàm ngưng thần cảm giác được có một dao động tinh thần yếu ớt theo nhang đèn bay lên, sau đó biến mất không thấy. Ngay lúc này, dị biến chợt phát sinh. Dương Phàm cảm giác được gì đó. Ngẩng đầu nhìn tượng Phật, phát hiện vẻ ôn hòa cơ trí trong ánh mắt Niêm Ngọc Quang Âm biến mất, thay vào đó là một tia giận dữ, sợi tóc bay múa trong gió, nàng ngưng mắt nhìn lão ăn mày đang liên tục mắng mình cười lạnh lùng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác Dương Phàm mơ hồ bắt được, người phàm không hề phát hiện ra, ở trong mắt bọn họ. Niêm Ngọc Quang Âm vẫn từ bi ôn nhu, đoan trang mỹ lệ như trước. Lão ăn mày này điên rồi, dám xúc phạm thần linh. Mau đuổi tên điên này ra ngoài. Mọi người giận dữ lúc này mới phản ứng lại, lao lên chuẩn bị ẩu đả lão ăn mày này. À! Chạy mau! Lão ăn mày bị dọa sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt bỏ chạy. Nhất thời, trong miếu liền thành một trận hỗn loạn. Dương Phàm hết sức bình thản, ngước nhìn Niêm Ngọc Quang Âm đoan trang tú lệ cười thản nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ một tia cười nhạt khinh thường miệt thị. Lường gạt bách tính, đánh cắp lực lượng người phàm, kiến hôi dưới chân, đây là thần Phật. Trong mắt Dương Phàm sinh ra một cổ khinh miệt. Kỳ quái là theo trong lòng hắn sinh ra tâm lý miệt thị, một đoàn dao động tinh thần kỳ dị cũng theo nhang đèn lan tràn biến mất trong thiên địa. Oanh! Trong khoảnh khắc, tượng Phật Niêm Ngọc Quang Âm xảy ra biến hóa lớn. Phía sau tượng thần sinh ra một đạo lôi điện. Mái tóc xanh bay múa giống như rồng lượn chín tầng trời, giấy lên muôn ngàn cơn lốc quét bay đại địa, đại hoa sen dâng lên một mảnh cánh hóa bốc lửa xanh tím. Quang Âm mắt lạnh nhìn Dương Phàm, trong mắt hiện một tia sát khí tức giận. Áp lực vô cùng vô tận ập tới như sóng triều, làm cho tâm thần Dương Phàm chấn động, biến sắc. Chẳng qua trong khoảnh khắc hắn cười lạnh liếc tượng thần kia, phất áo bỏ đi. Những thứ này chỉ là hư ảo mà thôi, căn bản không cần sợ. Từ xưa đến nay chỉ nghe có người hóa vũ phi thăng, nhưng gần như có thể xác định chưa từng có tiên nhân hạ thế. Dương Phàm khinh thường nghĩ, tiếp tục đi ra ngoài chùa miếu. Lúc này người trong chùa miếu đều đặt lực chú ý lên lão ăn mày đang chạy trốn, không có người nào lưu ý hành động của hắn. Âm âm. Sắc trời bỗng tối sầm lại, một đạo lôi điện quét qua chân trời, làm miếu thời chợt sáng chợt tối. À! Chúng phàm nhân kêu to sợ hãi, người người thất kinh. Sấm sét, thật là sấm sét. Trong lòng Dương Phàm lộc bộc một tiếng, lạnh đi một nửa. Khẳng định là tên ăn mày kia xúc phạm thần minh, làm Quan Âm đại sĩ mất hứng đánh xuống thiên phạt. Mọi người oán hận nói, hận lão ăn mày thấu xương. Thế nhưng, lão ăn mày đã yên lặng chạy khỏi miếu thờ này, dung nhập vào trong dòng người ngàn vạn. Hỏng rồi, ta bị lừa, lần này hỏng rồi, lại xúc phạm tới thần linh. Nếu không thì sao lại đột nhiên có sét đánh xuống chứ? Lão ăn mày hối hận không thôi, đắc tội thần linh hậu quả này chỉ nghĩ tới mà thấy sợ rồi. Ban ngày ban mặt, đột nhiên có sét đánh, chuyện này đích thật vô cùng cổ quái. Dương Phàm bình tĩnh đi ra ngoài, trong lòng lại sợ hãi không kém gì lão ăn mày kia. Quả thật là khó tin, tiên nhân thượng giới rốt cuộc là tồn tại thế nào? Dương Phàm kinh hãi vỡ mật, mới vừa đi ra ngoài cửa chùa miếu Niêm Ngọc Quang Âm. Âm âm. Lại có một đạo lôi quang hiện lên từ phía chân trời. Tử quang chói mắt làm ánh mắt hắn đau rát, dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn thậm chí còn có một loại ảo giác, lôi điện này chính là nhằm vào hắn. Tình huống không ổn. Trong lòng Dương Phàm thầm kêu không tốt. Từ trong các tình cảnh vừa rồi, hoàn toàn có thể đoán ra một kết luận, tiên nhân thượng giới có thể rất khó hạ giới, nhưng bọn họ có thể thông qua các phương thức đặc thù ảnh hưởng tới hạ giới. Huống chi Niêm Ngọc Quang Âm địa vị cao thượng, khẳng định không phải tiên nhân bình thường, về phần là cấp bậc gì thì càng không thể biết được. Còn may, chờ khi Dương Phàm đi ra khỏi miếu thờ cũng không phát sinh dị tượng gì. Phù! Dương Phàm thở ra một hơi, biết mình không có nguy hiểm, trong lòng vẫn khó có thể giải thích được. Đông Thắng Đại Lục từ xưa đến nay, số lượng nhân loại hàng triệu hàng tỷ, người mắng trước tượng Phật khẳng định không ít. Vừa nãy lão ăn mày cũng đã làm, vì sao hắn không gặp thiên phạt? Hết lần này tới lần khác mình chỉ sinh ra tâm lý miệt thị với tượng thần đã bị Niêm Ngọc Quang Âm phát hiện, thậm chí sinh ra sát niệm. Đi ra khỏi Thanh Viễn Tự, Dương Phàm lại bắt đầu dạo chơi xung quanh đỉnh Hàng Viễn Sơn. Chỉ là hy vọng Niêm Ngọc Quang Âm kia đừng có nhớ thương mình, nếu không ngà sau mình phi thăng thượng giới vậy thì thảm rồi. Đương nhiên, việc này Dương Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện giờ cũng không có nguy hiểm gì, phi thăng thượng giới đối với hắn mà nói còn là chuyện rất xa xôi. Lúc đi tới một khu rừng trúc, Dương Phàm đột nhiên ngừng lại, mơ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc. Lâm tỷ, tỷ thật xác định mấy tháng sau Vân Tiên Tử sẽ tới Kinh Đô, sẽ tới Hàng Viễn Sơn này? Người nói là một thiếu niên quần áo hoa lệ, trên người có một cổ ngạo khí nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chương 150, Lâm Vũ tiết lộ bí mật. Lâm tỷ, tỷ xác định mấy tháng sau Vân Tiên Tử sẽ tới Kinh Đô, lưu lại Hàng Viễn Sơn này? Trong lòng Dương Phàm rùng mình, giọng nói này rất quen thuộc, khóe mắt liếc nhìn, chỉ dựa vào bóng người, hắn liền nhận ra được thân phận thiếu niên kia. Không phải Dương Vũ thì là ai? Dương Phàm có chút kinh ngạc, đi tới chỗ nào cùng gặp người này? Lẽ nào ta và hắn đã định trước có thù oán, ở trên Vấn Thiên Đại Hội Dương Gia Bảo? Dương Phàm lần đầu tiên gặp Dương Vũ, lúc đó người này ngạo khí khắp người, ngạo nghễ phong cảnh ra sao? Lần thứ hai gặp nhau là ở phường thị tu tiên Tú Ngọc Cát. Khi đó Dương Phàm thi triển biến hình thuật thay đổi dung mạo, khí chất đại biến. Dương Vũ không nhận ra được. Lúc này, ở Hàng Viễn Sơn Kinh Đô xa cách mấy vạn dặm lại một lần nữa gặp được người này. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, 3 lần gặp lại hắn. Không phải có duyên phận thì là thù oán định sẵn. Ở bên cạnh Dương Vũ, còn có một cô gái dáng người nổi bật, đưa lưng về phía Dương Phàm. Tuy nhiên Dương Phàm từ hai chữ Lâm tỷ lập tức đoán ra thân phận cô gái này. Lâm tỷ chính là sư tỷ Vân Vũ Tịch, Thiên Kim Lâm gia Kinh Đô. Dương Phàm có duyên gặp vài lần. Lần trước ở trên sơn đạo, cô gái này cho hắn ăn một viên xích độc đan, sau đó lại khuyên hắn biết khó mà lui, buông tha bất kỳ ý niệm gì với Vân Vũ Tịch. Suỵt, nhỏ giọng chút, ta lừa ngươi sao? Lâm Vũ có vẻ cẩn thận nói, chuyện này ta cũng thật vất vả mới bóng gió nghe ra từ chỗ Vân sư muội. Dương Vũ nhăn mày lại, dường như cảm giác được gì. Hỏi, chẳng hay Vân Tiên Tử từ xa đến đây có chuyện gì, gặp mặt người nào, không lẽ tới ước hẹn với người nào đó? Điều này tỷ thật sự không thể nói rõ cho ngươi. Tiểu sư muội biết rõ chuyện này, một khi ta để lộ ra, ngày sau tất nhiên nàng có thể tính ra từ các manh mối. Lâm Vũ lắc đầu, không chịu nói nguyên do chuyện này. Lẽ nào người Vân Tiên Tử ước hẹn là kỳ tài tân tú tu tiên giới? Dương Vũ có vẻ không cam lòng hỏi. Cũng không phải đại nhân vật gì, đồng thời ngươi cũng đã gặp qua hắn. Chỉ là người này được tiểu sư muội ưu ái vượt xa người thường. Lâm Vũ thở dài nói. Ta đã gặp hắn. Dương Vũ cau mày, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ được một người như vậy. Lâm tỷ chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi đừng hỏi nữa. Lâm Vũ thoáng bất đắc dĩ lại chuyển lời, không bằng ta đi bái kiến Huyền Chân Cao Tăng hộ pháp Thanh Viễn Tự, ngài ấy và cha ta có chút giao tình. Huyền Chân Cao Tăng? Tốt tốt. Đã sớm nghe đại danh người này, nghe nói Phật hiệu cao siêu, tạo nghệ phi phàm. Ta cùng rất hiếu kỳ. Dương Vũ cười cười dường như cũng quên đi chuyện vừa rồi, nhưng sâu trong mắt hiện một tia âm lệ. Hai người cười nói vui vẻ, đi về phía sau trong Thanh Viễn Tự, không bao lâu đã mất đi bóng dáng. Soạt. Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi bọn họ vừa nói chuyện, hiện ra một thân ảnh thanh niên nam tử. Đó là Dương Phàm. Vốn hắn đang ẩn nấp ở gần đó nghe trộm hai người nói chuyện với nhau. xem ra ước hẹn với Vân Vũ Tịch mấy tháng sau sợ rằng khó có thể an bình rồi. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc. Hắn không nghĩ tới bởi vì có Lâm Vũ, bí mật mình ước hẹn với Vân Vũ Tịch lại bị tiết lộ, hơn nữa sinh ra biến cố khó có thể tưởng tượng. Trầm ngâm thật lâu, Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm, may là còn có mấy tháng, ta phải làm xong việc chuẩn bị. Nếu y quán có thể triển khai thuận lợi như vậy trong thời gian này có thể tăng không ít tu vi. Chỉ cần có thể thuận lợi mở y quán nơi kinh đô Long Hổ này có vô số người tu tiên. Khi đó khẳng định có thể giúp cho tu vi Dương Phàm liên tục tăng lên. Ngày hôm đó, Dương Phàm đi dạo quanh Hàng Viễn Sơn cả ngày, nhìn như đi vòng quanh không mục đích kỳ thật hắn đã nhìn thấu hoàn cảnh địa lý cả Hàng Viễn Sơn. Lúc mặt trời xuống núi, Dương Phàm đi xuống từ trên Hàng Viễn Sơn, lúc tới chân núi phát hiện tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đang lo lắng. Dương Dược Sư, rốt cuộc huynh trở về rồi. Tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đều khẽ thở dài một hơi. Chúng ta trở về Vương Phủ, ngày mai tiếp tục du lịch. Dương Phàm nhàn nhạt nói. Thật tốt quá. Tiểu quận chúa hoan hô nhảy nhót, Trịnh Vân Phi cũng mặt mày rạng rỡ. Ba người ngồi trên xe ngựa, mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần tối, tiểu quận chúa líu ríu nói không ngừng. Dương Dược Sư, lúc đó huynh không thấy đâu, lão ăn mày kia nhục mạ Quan Âm. Xúc phạm thần linh bị dân chúng đánh một trận. Trong lúc này tiểu quận chúa cũng đề cập chuyện lão ăn mày xúc phạm thần linh. Lại có việc này. Dương Phàm ngạc nhiên nói, trong lòng lại thầm cười trộm. Lẽ nào Dương Dược Sư không thấy sét đánh trên bầu trời sao? Đó là thần minh đánh xuống thiên phạt. Tiểu quận chúa cong môi nói. Sét đánh. Đương nhiên thấy được. Dương Phàm không để ý nói, sét này không bổ trúng người, làm sao có thể coi là thiên phạt được. Này! Tiểu quận chúa nghẹn lời. Không biết phản bác thế nào. Có phải thiên phạt hay không, ta không thể khẳng định. Trịnh Vân Phi nói, nhưng mà kỳ quái là. Ta nghe nói trong tay lão ăn mày kia có một khối bạc rất to làm người ta đỏ cả mắt. Ta đoán sau lưng việc này tất nhiên có người sai sử. Ha ha, cánh rừng thật lớn chim gì cũng có. Dương Phàm chuyển đề tài, ngày mai các người đưa ta đi xem một ít y quán nổi tiếng kinh đô này. Y quán? Vậy có gì đáng xem chứ? Tiểu quận chúa nhướng mày. Ánh mắt Trịnh Vân Phi sáng lên, Dương Dược Sư y thuật siêu phàm, huynh muốn mở y quán phải không? Trước đó lúc ở Thúy Vi Cư, hắn đã nghe Dương Phàm đề cập tới chuyện này, mở y quán mới là mục đích cuối cùng của hắn ở kinh đô. Mở y quán? Hi hi, chuyện này khẳng định rất vui. Tiểu quận chúa giãn hàng mi. Lại hứng thú phấn khởi nói, y thuật Dương Dược Sư kỳ diệu như thế còn nắm giữ kỹ thuật làm đẹp, nói không chừng ngày sau sẽ nổi danh khắp cả kinh đô. Nói đến kỹ thuật làm đẹp, tiểu quận chúa liền hưng phấn cả người. Bình tĩnh. Dương Phàm bình tĩnh nói, làm đẹp không phải chức trách của Dược Sư. À. Tiểu quận chúa mặt cười trắng bệch. Vội gật đầu, phải. 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 Khi màn đêm buông xuống, ba người về tới Vương Phủ. Vừa đến Phủ Lão Tổng quản liền lên đón, cung kính nói với Dương Phàm, hôm nay Vương gia thiết yến, chúc mừng nhị quận chúa bình phục, đây là thiệp mời Dương Dược Sư. Dứt lời. Liền đưa lên một bức thiệp. Được, ta sẽ đến đúng giờ. Trong ánh mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc, thầm nghĩ, xem ra Yến Vương đã chuẩn bị vứt cành ô liu cho mình rồi. Nếu như Yến Vương thật có thành ý. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên nổi lên một kế hoạch. Mở y quán, lực lượng một người cuối cùng có chút khó khăn, rất khó để ý chuyện thế tục. Còn nếu mượn thế lực Yến Vương Phủ vậy hoàn toàn bất đồng. Ban đêm, Vương Phủ bày yến tiệc lớn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Người được mời không nhiều lắm, nhưng thế lực khắp nơi giới thế tục kinh đô đều biết chuyện này. Không mời mà đến đưa lên một phần hậu lễ. Thấy tình cảnh này, Dương Phàm cảm nhận được thật sâu địa vị Yến Vương Phủ tại giới thế tục kinh đô. Lúc này, hắn đang ở trong phòng khách hàm trà cư Vương Phủ, mân mê vài thứ, mục đích là chuẩn bị cho ước hẹn ở Hàng Viễn Sơn mấy tháng sau. Trong đó còn bao gồm một ít độc vật trình độ bất đồng cùng các linh kiện khác. Xem ra ta phải tranh thủ đi phường thị mua một ít phù triện. Dương Phàm trầm ngâm. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của người hầu, đại nhân, nhị quận chúa cầu kiến bên ngoài. Nhị quận chúa. Dương Phàm nao nao. nói, ta ra xem. Dứt lời, hắn thu thập mọi thứ, đẩy cửa đi ra, phát hiện Vũ Văn Hàm lẳng lặng đứng trong bóng đêm giữa sân, thân cung trang màu trắng, mái tóc khẽ buộc lên. Ánh trăng sao trời khắp trên cao giống như đều làm nền cho nàng. Dáng người ôn nhu tinh tế, tiếu nhan trắng tuyết như ngọc, ở trong làn gió đêm tạo một vẻ đẹp yếu đuối bệnh trạng. Dương Phàm đi đến gần, quan sát một lát cảm thấp cảnh đẹp ý hay cho một đại giai nhân. Đáng tiếc duy nhất là cô gái này là người trong thế tục. Dương Phàm cũng không có ý niệm gì. Khí sắc nhị quận chúa đã khá hơn, xem ra bệnh tình của cô đã tốt hơn 6-7 phần rồi. Dương Phàm cười nhàn nhạt. Tình trạng Vũ Văn Hàm hiện giờ còn tốt hơn cả hắn nghĩ. Đây cũng là nhờ Dương Dược Sư thần thuật hồi xuân, tiểu nữ ở đây tạ ơn. Vũ Văn Hàm cúi người hành lễ vẻ mặt chân thành cảm kích. Nhị quận chúa xin đứng lên. Dương Phàm vội nâng nàng lên tiếp xúc gần gũi, hắn liền ngửi được một mùi hương lan kỳ dị bất đồng với hương của cô gái bình thường, tâm thần rung động. Tiểu nữ tử tới đây có việc thỉnh giáo. Vũ Văn Hàm nhìn bầu trời vẻ mặt mê man khó hiểu, nhỏ giọng nói. Mời nói. Ánh mắt Dương Phàm nhìn bên ngoài Hàm Trúc Cư. Lúc này cả vương phủ trong một mảnh náo nhiệt, người hầu lui tới cùng người thế lực khắp nơi nhiều không đến hết. Hôm qua lúc đi vào giấc ngủ, Hàm Nhi lại có giấc mộng kỳ quái. Ta mơ thấy mình đứng giữa tinh không, xung quanh là sao trời râm rạp, chúng nó di động chậm chậm. Vũ Văn Hàm thoáng có chút hồi hộp nói. Đứng giữa tinh không? Trước đây cô đã từng có giấc mộng này? Dương Phàm hiếu kỳ hỏi. Dường như từ khi ta ra đời đến nay, trong mơ Hàm Nhi đều thấy tình cảnh này. Chỉ là giấc mộng đêm qua càng thêm rõ ràng. Trong đôi mắt Vũ Văn Hàm hiện một sắc thái kỳ dị, ta cảm giác giấc mơ kia thật quá chân thực. Còn có chuyện gì lạ khác không? Nói như vậy, ngay từ khi cô ra đời liền thông hiểu mọi chuyện. Nếu không, làm sao lại nhớ rõ giấc mộng đó? Dương Phàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, từ khi ta ra đời liền thông hiểu mọi thứ. Mấy tuổi liền bắt đầu đọc rất nhiều sách vở. Ngoài ra, Hàm Nhi còn có một loại năng lực không thể tin được, đó chính là dự đoán. Dự đoán? Dương Phàm lộ vẻ kinh dị, còn có thiên phú như vậy sao? Hôm qua lúc ta phát bệnh, Hàm Nhi cũng không nóng nảy, là bởi vì sớm dự đoán được quý nhân đến. Kết quả? Dương Dược Sư ngài liền tới vương phủ. Vũ Văn Hàm nói nhỏ, cho tới nay, bí mật này chỉ có ta cùng phụ thân biết. Dự đoán? Dương Phàm thở nhẹ một hơi, cái này cũng khó tin quá đi chứ. Hắn vừa định nói, phát hiện có người đi tới bên này. Dương Dược Sư, hiện giờ đã đến lúc dự tiệc, vương gia phái ta tới mời ngài. Lão tổng quản cung kính nói, dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Vũ Văn Hàm, nhị quận chúa cũng ở đây. Không bằng đi cùng thế nào? Bệnh tình của cô sau này hãy bàn. Dương Phàm liếc nhìn Vũ Văn Hàm có thâm ý, lại nói với tổng quản, như vậy ngươi dẫn đường đi.